MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 313. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, mở ra tay phải, bỗng nhiên, một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện, giống như một con thần long một dạng. Ba, Nam Cung Tiêu Tiêu lấy tay bắt lấy, lại là Chiến Thiên Kích xuất hiện trong tay hắn. Chủ nhân, Chiến Thiên Kích khí linh âm thanh kích động vang lên, run rẩy kịch liệt lấy, cảm ứng được Nam Cung Tiêu Tiêu tồn tại, hắn hưng phấn tới cực điểm. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, mặc dù hắn sớm đã đoán được tất cả những thứ này, nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng may chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh, Nam Cung Tiêu Tiêu khôi phục tiền thế ký ức, lại như cũ như trước đó đồng dạng, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu tính cách đại biến, hắn khả năng liền mất đi cũng huynh đệ. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, mở ra tay trái, một chuôi khắc chiến kích hiện lên, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu vũ khí Chiến Thiên Kích. Hai chuôi Chiến Thiên Kích, nhìn kỹ phía dưới, không có quá nhiều chênh lệch. Nhưng tử tế quan sát, vẫn như cũ có thể đoán được, trong đó một chuôi có thần vô linh, một chuôi khác thì là có linh vô thần. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu hai tay vỗ. Hai chuôi Chiến Thiên Kích bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ tràn ngập hư không. Nhưng mà một cái hô hấp không đến, vô số quang vũ lần nữa ngưng tụ thành hình, hóa thành một chuôi mới tinh chiến kích hiện lên ở trước mặt hắn. Chiến kích toàn thân hiện lên màu trắng bạc, chung quanh lôi đình thoáng hiện, tản ra một cỗ nổ tính khí tức. Chiến kích phía trên, nơi nắm một đầu thần long hiện đầy vảy màu vàng óng nhạt, cùng màu bạc trắng bản thể tôn nhau lên sinh huy, sáng chói chói mắt. Ngao, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, chiến kích bỗng nhiên rơi ở trong tay Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ một thoáng, Nam Cung Tiêu Tiêu trên người bỗng hiện lên một thân bạc chiến y màu trắng, giống như ngàn vạn long lân điêu khắc thành, bá khí hết sức. Một cỗ không cách nào nói rõ khí tức từ Nam Cung Tiêu Tiêu trên người truyền đến, không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lão Tam, gia hỏa này giao cho ta. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút đắc ý ý tứ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá trong lòng lại là mừng rỡ. Nam Cung Tiêu Tiêu, hay là cái kia cái Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể sinh tử hỗ trợ huynh đệ. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Giờ phút này Nam Cung Tiêu Tiêu trên người tán phát khí tức, nhưng hắn đều vô cùng e dè. Hơn nữa hắn biết rõ, cái này còn không phải Nam Cung Tiêu Tiêu cực hạn. Lão già, là ngươi muốn đối phó ta huynh đệ. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến kích quét ngang, chiến bào cuốn lên, vô tận chiến ý bộc phát, lạnh lùng hướng về đối diện Huyền Hoàng. Huyền Hoàng hơi hơi nhíu mày, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Phải biết, đối mặt Tiêu Phàm, hắn đều một mực duy trì phong khinh vân đạm bộ dáng, chưa từng để ở trong mắt. Nhưng là hắn không dám khinh thường một cái có thể tùy tiện đón lấy hắn tất sát nhất kích người. Đấu chiến thánh tộc, cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu khí tức trên thân, Huyền Hoàng hai mắt híp lại thành hai đạo khe hẹp, sắc bén như đao quang mang, lạnh lùng hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu. Hừ, Nam Cung Tiêu Tiêu không nói tiếng nào, hào quang sáng chói nở rộ, hóa thành một đạo thần hồng, lại giống như sấm chớp, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Huyền Hoàng trước người. Không đợi Huyền Hoàng lấy lại tinh thần, hắn thân thể hiện lên cong bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thống khổ. Cường hãn như hắn, trên người vậy mà xuất hiện từng đạo thật nhỏ khe hở. Một màn này, Tiêu Phàm nhìn ngốc mắt, Nam Cung Tiêu Tiêu cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chiến lực như vậy, dù cho nghịch thiên thánh tổ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiêu Phàm trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười, từ trong thâm tâm vì Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực cảm thấy cao hứng. Lấy Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ thiên phú, vô thượng thánh tổ tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Thiếu huynh, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng nơi xa đang đuổi giết thiên vũ ma tổ đám người quỷ ma thần. Đạp chân xuống, cả người tựa như tia chớp bắn ra, dưới chân hắn hư không càng là trực tiếp nổ tung. Hỗn trướng, Huyền Hoàng gầm thét, chấn động đến hư không run rẩy kịch liệt. Nam Cung Tiêu Tiêu một kích chém xuống, hắn nhục thể rốt cục không chịu nổi, đã đến bồn hội giáp danh. Để cho hắn tức giận là, tiểu tử này, vậy mà ép tới hắn có chút không thở nổi. Thái cổ thần giới phản đồ, đáng chém. Nam Cung Tiêu Tiêu quát lạnh, trên người lần nữa bộc phát ra cường quang,
không gian xung quanh càng là phủ đầy vạn đạo lôi đình. Hắn giơ lên trong tay chiến thiên kích, một kích nổi giận chém mà xuống. Vô tận lôi đình lực lượng nở rộ, hình thành một đầu vạn trượng lôi long, trong nháy mắt nuốt sống Huyền Hoàng. Cùng lúc đó, chiến thiên kích cũng rơi vào Huyền Hoàng thân thể phía trên, Huyền Hoàng cái kia sớm đã dày đặc vết rạn nhục thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số lưu tinh bắn về phía bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, một đạo hắc sắc cùng hoàng sắc xen nhau thân ảnh từ lôi đình bên trong xông ra. Nam Cung Tiêu Tiêu không có tiếp tục đuổi giết, mà là lạnh lùng hướng về không trung, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Rất tốt, có thể đem bản tiên bước tới mức như thế, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Huyền Hoàng lộ ra bản thể, đó là một bộ toàn thân từ hắc hoàng mà chết ngưng tụ thân ảnh, tản ra một cỗ đại hung chi khí. Lúc này mới có chút ý tứ, ngươi cố kia túi ra quá yếu. Nam Cung Tiêu Tiêu một tay giơ lên chiến thiên kích, gánh tại trên vai. Hắn không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút hưng phấn. Ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Huyền Hoàng giữ tợn quát. Sau một khắc, hắn trên người tóc ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa, đủ để cho nghịch thiên chi cảnh cường giả biến sắc, dường như một tôn hồng hoang đại hung. Các ngươi tiên tộc người đều như vậy kỳ kỳ oai oai sao? Người nào chết còn không nhất định đây. Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường cười một tiếng, lần nữa hóa thành thiểm điện phóng tới Huyền Hoàng. Chỉ một thoáng, hai đạo quang mang kịch liệt tại hư không va chạm lên, chiến thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ. Hai đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể thấy rõ mảy may. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền hư không đều không ngừng vỡ nát, trở nên vặn vẹo. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không kéo dài bao lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến kích, một đòn xé ra Huyền Hoàng thân, một mảnh tiên hồng huyết dịch phun ra. Ta còn tưởng rằng, các ngươi tự xưng tiên tộc, hẳn là cùng nhân tộc chúng ta khác biệt, máu tươi hẳn là lạnh, không nghĩ tới cũng có nhiệt độ. Nam Cung Tiêu Tiêu giương tay vồ một cái, một đoàn huyết dịch hiện lên ở lòng bàn tay hắn. Huyền Hoàng lạnh rên một tiếng, hai nửa thân thể lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, một đôi u sâm con ngươi rét run, hận không thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, chờ đợi hắn lại là Nam Cung Tiêu Tiêu lôi đình nhất kích, đem hắn thân thể chặt đứt, huyết vụ lần nữa phun tung tóe. Ngươi tự tìm cái chết. Huyền Hoàng khó thở, âm thanh lạnh lùng ở trên không quanh quẩn, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Tức giận thanh âm bên trong, nhiều hơn một tia đối Nam Cung Tiêu Tiêu kiêng kỵ. Đấu chiến thánh tộc danh tiếng, hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cùng là vô thượng chi cảnh, đối phương lại có thể đè ép hắn đánh. Ngươi quá phí lời, không phải ta xem không nổi ngươi, nếu là ngươi bản tôn ở đây, có lẽ còn có thể cùng ta chiến đấu một phen, đáng tiếc, ngươi đây chỉ là phân thân. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đều là khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, không cho Huyền Hoàng thân thể trọng tổ cơ hội, chiến thiên kích lần nữa xé mở hắn nhục thể. Ngươi tiếp tục, ta xem ngươi có thể gây dựng lại mấy lần. Nam Cung Tiêu Tiêu khiêng chiến thiên kích, ngoạn vị nhìn xem Huyền Hoàng. Huyền Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, mặt mũi dữ tợn, nếu như bản tôn ở đây, giết ngươi như đổ heo chó. Đáng tiếc, ngươi đây không phải bản tôn. Nam Cung Tiêu Tiêu hí ngược cười một tiếng, một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, bất quá lại nói trở về, ngươi bản tôn đoán chừng sống thật đúng là không như lợn chó. Ngươi! Huyền Hoàng triệt để tức giận, nhưng hắn trong lúc nhất thời không dám gây dựng lại thân thể. Mỗi một lần gây dựng lại, với hắn mà nói đều tiêu hao rất nhiều. Mấu chốt Nam Cung Tiêu Tiêu sức chiến đấu quá mức hung mãnh, một đòn liền có thể tùy tiện chém dụng hắn thân thể, cứ tiếp như thế, hắn 8-9 phần 10 sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Ngươi cái gì ngươi, dám đụng đến ta huynh đệ, ngươi 10 đầu mệnh đều không đủ. Nam Cung Tiêu Tiêu lười nhác cùng tiếp tục nói nhảm, một tay giơ lên trong tay chiến thiên kích, vô cùng vô tận lôi đình quay cuồng, giống như diệt thế cảnh. Trong chớp mắt, phương viên mấy vạn dặm tất cả đều bị lôi đình chi lực bao phủ. Huyền Hoàng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này lôi đình chi lực, dường như là hắn khắc tinh một dạng. Hỗn độn thần lôi, ngươi sao có thể nắm giữ hỗn độn thần lôi? Huyền Hoàng gào thét, ra sức đối kháng đầy trời lôi điện, cực kỳ không cam. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Nam Cung Tiêu Tiêu thao túng hỗn độn thần lôi, điên cuồng nghiền sát lấy Huyền Hoàng, căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Dám động huynh đệ mình, vậy thì phải dùng mệnh đến trả lại. Không có khả năng, hỗn độn lôi tổ đã chết, hỗn độn thần lôi cũng tiêu tán hầu như không còn, bản tiên tận mắt nhìn thấy.
Huyền Hoàng cắn răng nghiến lợi hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu, dường như muốn xem thấu hắn một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt u lãnh, cũng không có giải thích ý tứ. Huyền Hoàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, là luân hồi, nhất định là luân hồi lão già kia, chỉ có hắn không chút tổn hao nào từ tiên cổ sống tiếp. Ngươi biết quá nhiều. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt hung ác, chiến thiên kích rơi xuống, trong nháy mắt xoắn nát Huyền Hoàng nhục thân. Hỗn độn thần lôi biển bỗng nhiên nổ tung, phương viên mấy vạn dặm triệt để san thành bình địa, cái gì đều không lưu lại. Bất quá, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không có mừng rỡ, ngược lại ánh mắt sáng quắc quét mắt mỗi một cái góc. Hắn hiển nhiên không tin, Huyền Hoàng dễ dàng như vậy liền chết, dù cho hắn chỉ là một bộ phân thân. Quả nhiên, mấy tức về sau, làm hư không khôi phục lại bình tĩnh lúc, một bóng người lần nữa từ trong hư vô xông ra. Hỗn độn tiên linh, quả nhiên khó chơi. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lùng, lông mày vặn thành chữ xuyên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hư vô lần nữa nổ tung, bóng tối vô tận bên trong, Huyền Hoàng thân thể đột nhiên chán phóng một đạo bạch quang, giống như bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm nhìn qua bình thản không có gì lạ, có thể cái kia lạnh lẽo khí tức lại khiến người vô cùng kiêng kỵ. Chẳng lẽ là vô sinh luân hồi hỏa? Nam Cung Tiêu Tiêu con ngươi co rụt lại, lần thứ nhất lộ ra trịnh trọng như vậy. Vô sinh luân hồi hỏa, đây chính là bốn đại hỗn độn chi hỏa một trong a, liền rơi vào Huyền Hoàng trong tay. Nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn một kích đánh bay quỷ ma thần, không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là nhìn về phía Huyền Hoàng vị trí. Quỷ ma thần cũng đình chỉ chiến đấu, hết sức kinh ngạc nhìn Huyền Hoàng, trực tiếp kinh hô mà ra, vô sinh luân hồi hỏa. Ngay sau đó, quỷ ma thần điên cuồng gào thét lên. Ha ha, các ngươi đều phải chết, một cái đều chạy không thoát. Thân làm bốn đại hỗn độn chi hỏa, vô sinh luân hồi hỏa khủng bố, sớm đã xâm nhập lòng người. Người khác không biết, nhưng quỷ ma thần lại rõ ràng, hỗn độn chi hỏa danh xưng hỗn độn tiên linh khắc tinh. Huyền Hoàng thân làm hỗn độn tiên linh, tự nhiên e ngại hỗn độn chi hỏa, nhưng hôm nay vậy mà chiếm được vô sinh luân hồi hỏa, vậy thế gian còn có cái gì sợ hãi đây? Mấy cái vô thượng chi cảnh nhân tộc run rế mà thôi, có mạnh hơn lại thế nào mạnh hơn có được hỗn độn chi hỏa Huyền Hoàng? Lão tử trước làm thịt ngươi. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, đưa tay kết xuất một đạo thủ ấn, đầy trời quang vũ nở rộ, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng quỷ ma thần. Quỷ ma thần sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm thủ đoạn, hắn cái gì đều có thể không e ngại, nhưng bất hủ phong thiên đồ lực lượng, lại làm cho hắn có loại cảm giác bất lực. Tiểu tử, có gan đừng sử dụng phong thiên chi lực. Quỷ ma thần thân ảnh không ngừng nổ tung, đau đến nó nhe răng trợn mắt, khí tức trên thân lại suy nhược mấy phần. Tiêu Phàm kém chút bị quỷ ma thần chọc cười. Đừng sử dụng phong thiên chi lực. Ngươi đều phải tìm kiếm nghĩ cách giết chết lão tử, chẳng lẽ ta còn muốn lo lắng cho ngươi đường lui? Nếu là như vậy, còn không bằng lão tử giớn cổ lên nhường ngươi hạ đao. Ta có thể không sử dụng phong thiên chi lực, vậy ngươi có gan đừng chạy, đứng ở cái kia để cho ta giết. Tiêu Phàm đáp lại. Quỷ ma thần phổi đều tức giận muốn nổ, nhưng hắn lại không thể làm gì, căn bản không dám đối kháng chính diện. Hắn nội tâm ảo não không thôi, Huyền Hoàng đến, muốn giết chết Tiêu Phàm bọn họ, chỉ là chuyện dễ dàng, lại đột nhiên toát ra cái mập mạp chết bầm. Mập mạp chết bầm này vậy mà đánh Huyền Hoàng không có sức đánh trả. Oanh! Cũng liền ở quỷ ma thần thất thần thời khắc, Tiêu Phàm một đòn xuyên thủng quỷ ma thần đầu, nếu như bình thường công kích có lẽ còn không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là đem bất hủ phong thiên đồ lực lượng sáp nhập vào trong công kích, một kích này, suýt chút nữa thì quỷ ma thần nửa cái mạng. Tiêu Phàm một bên ứng phó quỷ ma thần, một bên khác, lại thời khắc chú ý Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí chiến trường. Hắn cũng không biết, Nam Cung Tiêu Tiêu phải chăng chống đỡ được có được vô sinh luân hồi hỏa Huyền Hoàng. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu phòng bị hướng về Huyền Hoàng, cũng không gấp xuất thủ. Vô sinh luân hồi hỏa cường đại, hắn có nghe thấy, không thể không thận trọng đối đãi. Ngươi rất tốt, làm cho bản tiên đến một bước này, không hút ngươi thánh hồn tra tấn vạn năm, khó tiết bản tiên chi nộ. Huyền Hoàng rốt cục di chuyển lấy bước chân, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới. Thiên địa một vùng tăm tối, không có một tia ánh sáng, chỉ có vô sinh luân hồi hỏa nở rộ quang mang, dường như trở thành vĩnh hằng. Hô! Nam Cung Tiêu Tiêu không có ngồi chờ chết, chủ động xuất kích. Mảng lớn hỗn độn thần lôi bành trướng mà ra, che mất toàn bộ thương khung. Huyền Hoàng cười lạnh một tiếng, vô sinh luân hồi hỏa bỗng tăng vọt,
giống như hằng tinh bạo tạc, trước mặt đánh tới hỗn độn thần lôi biển. Ầm ầm, hư không đại hủy diệt, quang mang chói mắt xua tán đi hắc ám, thương khung bỗng nhiên sáng trưng như ban ngày. Hùng mãnh khí thế, đem Tiêu Phàm đám người tất cả đều đẩy lui mấy bước. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Ầm, bạc bạch sắc khí diễm, không, chuẩn xác mà nói là hỏa diễm, từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt quét sạch vạn dặm thiên địa. Quỷ ma thần trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong, vạn trượng ma ảnh đột nhiên tan rã hơn phân nửa, một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương khung. Không, không có khả năng. Hoảng hốt sau, quỷ ma thần càng nhiều khiếp sợ hơn, hết sức kinh hãi hướng về chung quanh ngân bạch sắc hỏa diễm. Ngân bạch sắc hỏa diễm nghe tiếng liền trướng, có thể thấy rõ ràng, từng đạo bạch sắc lôi đình chi lực tại hư không xuyên loạn. Quỷ ma thần thân thể khổng lồ đang va chạm đến bạch sắc lôi đình thời khắc, vậy mà như tờ giấy, bị tùy tiện xé mở, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Vẹn vẹn một hơi thời gian, quỷ ma thần liền cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Hỗn, hỗn nguyên phích lịch hỏa. Quỷ ma thần mồm miệng không rõ, nói chuyện đều có chút run lên, ngay sau đó sợ hãi giống to, huyền hoàng, cứu ta. Hỗn nguyên phích lịch hỏa. Ngoại trừ sợ hãi quỷ ma thần, Tiêu Phàm cũng là không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái xanh. Hỗn nguyên phích lịch hỏa, hắn tự nhiên biết là cái gì. Đây chính là cùng vô sinh luân hồi hỏa cùng nổi danh bốn đại hỗn độn chi hỏa a. Bất quá hắn chấn kinh cũng không phải là hỗn nguyên phích lịch hỏa bản thân, mà là hỗn nguyên phích lịch hỏa hình như là từ hắn thể nội nhô ra. Trong cơ thể mình cái gì có bốn đại hỗn độn hỏa một trong hỗn nguyên phích lịch hỏa? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại ở thời không chi hà phát sinh sự tình. Lúc ấy theo thời không chi hà mà xuống thời khắc, một đầu thời không yêu thú công kích mình, lại quỷ dị chết thảm. Hắn chỉ thấy cái kia thời không yêu thú chán phóng nhức mắt bạch quang, sau đó đạo bạch quang kia nhanh chóng truy hướng hắn. Kinh hoàng thời khắc, Tiêu Phàm tốc độ cao nhất chạy trốn, ở lúc mấu chốt chạy ra khỏi thời không chi hà tiết điểm. Lúc rời đi không xông trong chớp mắt ấy, hắn cảm giác có đồ vật gì xông vào trong cơ thể mình, chỉ là về sau kiểm tra thân thể, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng, hắn tự nhiên cũng không có coi ra gì. Mà bây giờ suy nghĩ cẩn thận, lúc trước thấy bạch sắc quang mang, 89 phần 10 chính là hỗn nguyên phích lịch hỏa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi sợ run cả người. Thân làm bốn đại hỗn độn hỏa một trong hỗn nguyên phích lịch hỏa, vậy mà tiến nhập trong cơ thể mình. Nếu như hơi bạo động một lần, bản thân có 100 đầu mệnh cũng không đủ a. Tê Tiêu Phàm đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn cắt ngang, kịch liệt đau nhói truyền khắp toàn thân, dường như bị vô tận lôi đình lực lượng oanh sát. Phải biết, Tiêu Phàm đây chính là linh hồn chi thể, cho dù bản nguyên chi lực lột xác thành tiên chi lực, thành tựu bán tiên chi thể. Bình thường mà nói, cũng là sẽ không cảm nhận được đau đớn. Mà giờ khắc này, hắn thừa nhận đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đau ngất đi. Nếu không phải sợ những người khác đánh lén mình, Tiêu Phàm hận không thể mình có thể hôn mê, như thế chí ít hoàn hảo thụ một điểm. Bất quá, so với hắn mà nói, quỷ ma thần càng thêm không dễ chịu. Hắn thân thể bị vô số lôi đình cùng hỏa diễm trùng kích, khí tức không ngừng yếu bớt. Chỉ là hắn hiện lại cũng không dám tự tiện động thủ, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ quỷ ma thần. Huyền Hoàng! Quỷ ma thần còn đang cầu cứu, có thể thanh âm đã nhỏ như mũi kêu. Mấy tức về sau, hắn thân thể biến mất, chỉ còn lại có một cái thiên sang bách khổng đầu lâu. Tiểu tử, đợi bản tiên trở về, làm nhường ngươi sống không bằng chết. Quỷ ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bi thiết nộ hận, đầu lâu liên tiếp vỡ nát, hóa thành một trận sương mù tiêu tán trên không trung. Chết! Nơi xa, thiên vũ ma tổ mấy cái may mắn còn sống sót vô thượng chi cảnh nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy hoảng hốt, nghĩ đến bản thân vậy mà muốn cướp đoạt hắn đồ vật, mỗi người không khỏi sợ run cả người. Hoàn hảo nhóm người mình chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có thay đổi thực tiễn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tâm tư quan tâm thiên vũ ma tổ đám người ý nghĩ, hắn kinh ngạc phát hiện, đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một vòng hỏa diễm động thiên. Chính là đạo hỏa hồng lô. Đạo hỏa hồng lô xuất hiện một sát na kia, bốn phía ngân bạch sắc hỏa diễm đột nhiên quỷ dị hướng về đạo hỏa hồng lô mãnh liệt đi. Giống như vạn phượng về tổ. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, tất cả hỏa diễm đều biến mất hết.
Tiêu Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hắc kim sắc đạo hỏa hồng lô bên trong, có một đoàn màu bạc trắng ngọn lửa. Ngọn lửa nhìn qua ấm áp nhu hòa, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, hoàn toàn không cách nào để người đem hướng hỗn độn hỏa phía trên liên tưởng. Nhưng Tiêu Phàm lại như cũ trong lòng còn có kính sợ, hắn có thể không tin, đạo hỏa hồng lô có thể vây khốn hỗn nguyên phích lịch hỏa. Có lẽ chỉ là hỗn nguyên phích lịch hỏa đem đạo hỏa hồng lô xem như một cái chỗ đặt chân mà thôi. Oanh, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, đầy trời hỗn độn thần lôi cùng vô sinh hỏa diễm nổ tung. Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể bay ngược mà ra, trên người chiến y phá toái không ít, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Mấy tức về sau, Nam Cung Tiêu Tiêu ổn định thân hình, chiến y nhanh chóng phục hồi như cũ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sâu trong tinh không. Tiêu Phàm thu hồi đạo hỏa hồng lô, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu, thần sắc hết sức ngưng trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu thời khắc này chiến lực, có thể còn ở phía trên hắn a, lại bị Huyền Hoàng đánh bay. Lão Tam, ngươi lui ra phía sau. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại nói, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Tiêu Phàm không nói, bất quá sắc mặt cũng vô cùng kiên nghị, cùng một chỗ làm thịt hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá, khí tức vẫn chưa ổn định, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm thực lực, cũng không thể dùng người bình thường để cân nhắc. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm thể nội có được hỗn nguyên phích lịch hỏa, đoán chừng ý nghĩ lại không đồng dạng, đáng tiếc hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy. Quỷ ma thần đây. Huyền Hoàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, quét mắt bốn phía, lại là không phát hiện quỷ ma thần bóng dáng, hừ lạnh nói tham sống sợ chết ra hỏa, vậy mà chạy. Ngươi như vậy vội vã tìm hắn, nếu không ta tiến ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Ý tứ gì? Huyền Hoàng nhíu mày. Mặt chữ ý tứ. Tiêu Phàm đáp lại. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi giết hắn. Huyền Hoàng mặt coi thường, khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi thực lực ở nhân tộc bên trong, có lẽ được cho không sai, nhưng muốn giết chết quỷ ma thần, không khác người si nói mộng. Nói đến đây, Huyền Hoàng xòe bàn tay ra, vô sinh luân hồi hỏa lần nữa xuất hiện trong tay. Vậy liền thử xem a. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Ta tới trước. Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn lại Tiêu Phàm, cầm trong tay chiến thiên kích lần nữa giết tới. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, không có nửa điểm do dự, cũng đi theo xông tới. Tự chịu diệt vong. Huyền Hoàng cười lạnh không thôi. Chỉ thấy hắn há miệng thổi, trong tay vô sinh luân hồi hỏa bỗng tăng vọt, tựa như một vòng sáng chói thần nguyệt đồng dạng, chiếu sáng thiên khung. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới gần, hủy diệt tính công kích hét giận dữ mà xuống, trong phút chốc bộc phát ra cuồng bạo năng lượng. Không tự lượng sức đồ vật. Huyền Hoàng mặc dù kiêng kỵ hỗn độn thần lôi, nhưng có vô sinh luân hồi hỏa ở, hỗn độn thần lôi căn bản là không có cách tới gần, càng không cần làm bị thương hắn. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Làm Tiêu Phàm xuất hiện bản thân, một vòng đen kim sắc hỏa diễm động thiên hiện lên, màu bạc trắng lôi đình hỏa diễm đổ xuống mà ra, bỗng nhiên vọt tới vô sinh luân hồi hỏa. Hỗn nguyên phích lịch hỏa. Huyền Hoàng kinh hô mà ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, không có khả năng, đây là giả. Hỗn độn hỏa a, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chỉ có bốn loại. Bản thân thật vất vả nhìn thấy vô sinh luân hồi hỏa, hao hết trăm cay nghìn đắng mới đem nó hàng phục. Gia hỏa này lại có tài đức gì, có thể có được hỗn độn hỏa. Hắn trước tiên tự nhiên là không tin, trên đời tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá rất nhanh, là hắn biết, hỗn nguyên phích lịch hỏa đến cùng là thật là giả. Vô sinh luân hồi hỏa dường như cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, vậy mà chủ động từ bỏ ứng phó Nam Cung Tiêu Tiêu, mà là nhào về phía hỗn nguyên phích lịch hỏa. Không thấy vô sinh luân hồi hỏa chống đối, Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, chiến thiên kích bùng nổ lực lượng, hung hăng chém về phía Huyền Hoàng. Oanh một tiếng nổ vang, Huyền Hoàng thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn Huyền Hoàng chi khí trùng kích tứ phương. Hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng mất đi vô sinh luân hồi hỏa cái này ỷ vào, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là có chênh lệch nhất định. Cho dù hỗn độn thần lôi, cũng có thể khắc chế hắn. Lão nhị, ngươi ngăn lại hắn. Tiêu Phàm lo lắng giống to, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hỗn nguyên phích lịch hỏa cùng vô sinh luân hồi hỏa vậy mà giống như sinh tử đại thù, lẫn nhau chém giết. Để cho hắn kinh hãi là, hai loại hỏa diễm chiến trường,
Dĩ nhiên là hắn đào hỏa hồng lô. Hắn mặc dù đột phá đến vô thượng chi cảnh, đào hỏa hồng lô cũng đạt tới không gì sánh kịp cảnh giới. Nhưng là, vẫn như cũ không cách nào gánh chịu hai loại hỗn độn hỏa, đừng nói hai loại, chính là một loại, đều đủ hắn thụ. Bất quá, hắn lờ mờ phát hiện, hai loại hỗn độn hỏa cũng không có công kích đào hỏa hồng lô ý tứ, bằng không mà nói, hắn không chết cũng tàn phế. Hiện tại, hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Chỉ hy vọng, hai loại hỗn độn hỏa có khả năng rời đi hắn đào hỏa hồng lô một trận chiến. Bằng không, sơ ý một chút, liền có khả năng muốn mệnh của hắn. Hắn đứng ở đào hỏa hồng lô một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai loại hỗn độn hỏa va chạm, tùy thời chuẩn bị chặt đứt mình cùng đào hỏa hồng lô liên hệ. Đào hỏa hồng lô mặc dù rất khó tu luyện, nhưng so sánh tại cái mạng nhỏ của mình, không đáng kể chút nào. Cẩn thận! Nam Cung Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy Tiêu Phàm khốn cảnh, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Đối mặt hỗn độn hỏa, hắn đều không thể không kiêng kỵ mấy phần. Bất quá việc cấp bách là chém dụng Huyền Hoàng. Nếu như Huyền Hoàng lại cắm một tay, Tiêu Phàm có thể gặp phiền toái. Nói xong, Nam Cung Tiêu Tiêu điều động hỗn độn thần lôi, hướng về đầy trời Huyền Hoàng chi khí trùng sát đi. Huyền Hoàng thực lực mặc dù không thả trong mắt hắn, nhưng chỉ cần Huyền Hoàng chi khí bất diệt, hắn liền bất tử, đây cũng là hỗn độn tiên linh chỗ cường đại. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hỗn độn tiên linh chính là tiên. Ầm ầm, đột nhiên, một trận bạo động khí tức từ đào hỏa hồng lô bên trong bắn ra, đào hỏa hồng lô mãnh liệt rung rung, lại có loại ẩn ẩn muốn khuynh hướng hư hỏng. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, biểu tình ngoan sắc, chuẩn bị chặt đứt bản thân cùng đào hỏa hồng lô liên hệ. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm bỗng trợn to hai mắt, cả người dường như thoát lực một dạng. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân thể nội thời không bản nguyên chi lực, vậy mà điên cuồng tràn vào bên trong đào hỏa hồng lô, vẹn vẹn một hơi thời gian, tất cả thời không bản nguyên chi lực liền rút ra không còn. Tiêu Phàm kinh hãi đến cực điểm. Đây chính là bản thân bản nguyên chi lực A, lại bị cưỡng ép cướp đi. Mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong đầu hắn vang lên. Thanh âm 10 điểm phiêu miểu, mang theo một tia lăng lệ, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm sầm mặt lại, thanh âm này hắn mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là hắn lại biết, thanh âm này là ai vọng lại. Hỗn nguyên phích lịch hỏa. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, vì sao hỗn nguyên phích lịch hỏa có thể cưỡng ép rút ra bản thân lực lượng, nhưng hắn căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, nếu là mình chặt đứt cùng đào hỏa hồng lô ở giữa liên hệ, hỗn nguyên phích lịch hỏa 89 phần 10 sẽ trở mặt không quen biết. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên phát hiện, đào hỏa hồng lô bên trong không gian trở nên hết sức vặn vẹo. Hỗn nguyên phích lịch hỏa uy thế phóng đại, từ trên người nó vậy mà bộc phát ra một cỗ cường đại thời không bản nguyên chi lực, khốn trụ vô sinh luân hồi hỏa. Cùng lúc đó, hỗn nguyên phích lịch hỏa hung hăng ở trên vô sinh luân hồi hỏa cắn xé phía dưới một mảng lớn. Vô sinh luân hồi hỏa ra sức giãy giụa, lại căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể phát ra trận trận gào thét, bạch sắc hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn. Bình thường mà nói, hỗn nguyên phích lịch hỏa cùng vô sinh luân hồi hỏa cùng là hỗn độn hỏa, thực lực tương đương nhau, ai cũng đoán chừng không làm gì được ai. Nhưng là, lấy được thời không bản nguyên chi lực hỗn nguyên phích lịch hỏa, rõ ràng áp chế vô sinh luân hồi hỏa một bậc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Vô sinh luân hồi hỏa, tự mang ba loại bản nguyên chi lực, hỏa diễm bản nguyên, hủy diệt bản nguyên cùng âm dương bản nguyên, ba loại bản nguyên đều cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ thuấn di thần thông. Đồng dạng, hỗn nguyên phích lịch hỏa cũng có được ba loại bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, lôi điện bản nguyên cùng hỗn độn lúc đầu bản nguyên. Mặc dù không cách nào thuấn di, nhưng hắn tốc độ vốn liền không kém gì thuấn di thần thông. Kể từ đó, hai loại hỗn độn hỏa thiên phú cơ hồ tương đương nhau, tối đa cũng chính là lẫn nhau kiên trì, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, hỗn nguyên phích lịch hỏa lại là từ Tiêu Phàm thể nội hút hết thời không bản nguyên, nó thực lực tăng nhiều, vô sinh luân hồi hỏa tự nhiên không phải là đối thủ. Tiêu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ, hỏa tộc sinh linh đều có thể thôn phệ mặt khác hỏa tộc linh tới tu luyện. Cứ tiếp như thế, vô sinh luân hồi hỏa, 89 phần 10 chỉ có bị thôn phệ phần. Một khi vô sinh luân hồi hỏa bị thôn phệ, hỗn nguyên phích lịch hỏa tất nhiên sẽ đột phá một cái cấp độ mới tinh. Chỉ là, thế gian này có lẽ lại không vô sinh luân hồi hỏa. Tiêu Phàm trong lòng thầm than một tiếng, trong thiên hạ, hỗn độn hỏa cũng chỉ có 4 loại,
Chẳng lẽ hôm nay liền muốn biến thành ba loại sao? Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt kéo về Tiêu Phàm suy nghĩ, đạo hỏa hồng lô bên trong giống như núi lửa phun trào, từng đầu hỏa trụ biến thành vạn vật sinh linh. Vô sinh luân hồi hỏa bắt đầu sau cùng chém giết, có thể vẻn vẹn kiên trì mấy tức, lần nữa bị hỗn nguyên phích lịch hỏa áp chế xuống. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang vọng đất trời, vô sinh luân hồi hỏa hỏa diễm chậm rãi ảm đạm xuống. Hư không bỗng rơi ra huyết vũ, dường như là ở tế điện vô sinh luân hồi hỏa vẫn lạc. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, hỗn nguyên phích lịch hỏa lần nữa tăng vọt, hóa thành một mảnh cuồn cuộn hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ vô sinh luân hồi hỏa. Ngay sau đó, đạo hỏa hồng lô khôi phục lại bình tĩnh, tất cả dường như mộng ảo. Nếu không phải cảm giác thân thể cực kỳ suy yếu, Tiêu Phàm còn cho rằng mắt mình hoa. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ đạo hỏa hồng lô bên trong tuôn ra, xuất vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm chấn động mạnh một cái, thân thể hư nhược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn liền cảm giác trạng thái bản thân đạt tới được đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Đạo hỏa hồng lô phía trên vô số khe hở, cũng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Làm Tiêu Phàm hướng về đạo hỏa hồng lô bên trong nhìn tới thời khắc, lại là phát hiện, đầy trời hỏa diễm hải đã biến mất, chỉ có một đoàn lớn chừng bàn tay ngân bạch sắc hỏa diễm, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt. So với trước đó, hỗn nguyên phích lịch hỏa trở nên càng thêm thánh khiết. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm dường như có thể cảm nhận được hỗn nguyên phích lịch hỏa cùng hắn một tia thần bí liên hệ. Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một cố kỳ lạ phỏng đoán, thật sự là hắn đối mối liên hệ này quá quen thuộc. Mối liên hệ này, liền tựa như hắn cùng với thi thần ở giữa loại kia liên hệ. Chỉ là, Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng, cũng không dám hy vọng xa vời. Hỗn nguyên phích lịch hỏa, đó là hạng gì tồn tại, như thế nào hắn một cái vô thượng thánh tổ cảnh có thể hàng phục? Ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm lạnh như băng lần nữa quanh quẩn ở Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, hít sâu một cái nói, vô sinh luân hồi hỏa đây. Ngươi cứ nói đi. Thanh âm lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm mặc dù có phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ không dám xác nhận. Cùng là hỗn độn hỏa, như thế nào dễ dàng như vậy thôn phệ đối phương? Bất quá, hỗn nguyên phích lịch hỏa khí thế trên người rõ ràng cường đại hơn nhiều, nếu không phải thôn phệ vô sinh luân hồi hỏa, nó lại làm sao có thể phát sinh lớn như vậy thuế biến? Ngươi đã thôn phệ vô sinh luân hồi hỏa, mời ngươi rời đi đạo hỏa hồng lô. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn cũng không muốn, một đoàn tùy thời có thể đòi mạng hắn hỏa diễm, đợi trên người mình, cho dù là sống nhờ ở trong đạo hỏa hồng lô cũng không được. Đây quả thực là một quả bom hẹn giờ, hại người hại mình. Hỗn nguyên phích lịch hỏa không để ý đến Tiêu Phàm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đạo hỏa hồng lô bỗng biến mất. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo hỏa hồng lô tiến nhập hắn thể nội, hỗn nguyên phích lịch hỏa như trước đang trong đó chìm nổi. Hắn cau mày, kém chút nhìn không được chặt đứt cùng đạo hỏa hồng lô ở giữa liên hệ. Không có việc gì tốt nhất đừng quấy rầy ta. Một đạo uy hiếp ngữ ở Tiêu Phàm linh hồn không gian quanh quẩn. Hắn nắm đấm nắm chặt, lại không thể làm gì. Hiện tại hắn không có cách nào đối phó hỗn nguyên phích lịch hỏa, chỉ có thể nén giận. Nếu là có thể đột phá nghịch thiên thánh tổ, bản thân có lẽ liền có đầy đủ thủ đoạn đối phó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa chiến đấu. Hảo một cái đấu chiến thánh tộc, bản tiên trở về, cái thứ nhất chạm ngươi. Một tiếng đánh tung vang vọng hư không, huyền hoàng biến thành huyền hoàng chi khí bỗng nhiên nổ tung, bị vô tận hỗn độn thần lôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Đến đây, huyền hoàng phân thân triệt để tử vong. Tiêu Phàm thấy thế, trọng trọng nhổ một ngụm chọc khí. Lấy mạnh hiếp yếu đồ vật, gặp lại ngươi, giết không tha. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem chiến thiên kích, khinh thường cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thân hình lóe lên, Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lão tam, có ngươi, thậm chí ngay cả hỗn nguyên phích lịch hỏa đều bị ngươi hàng phục. A, Tiêu Phàm nhún nhún vai, trong lòng hết sức đắng chát. Hàng phục hỗn nguyên phích lịch hỏa, ngươi nghĩ gì thế? Gia hỏa này là mình xuyên vào ta thể nội, ta nghĩ đuổi đều đuổi không đi. Hừ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hỗn nguyên phích lịch hỏa đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí sắc bén khí tức, bất quá rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thấy thế,
Trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thật đúng là sợ Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa báo nổi, lao ra cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đại chiến một trận. Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực hôm nay mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn chưa chắc là Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa đối thủ. Lão Tam, những người này xử lý như thế nào? Cũng may Nam Cung Tiêu Tiêu không có tiếp tục chọc giận Hỗn Nguyên Phích Lịch Hỏa, mà là lạnh lùng nhìn về phía xa xa mười mấy vô thượng chi cảnh. Nghe được lời nói của Nam Cung Tiêu Tiêu, Thiên Vũ Ma Tổ đám người sắc mặt đại biến, bản năng lui ra phía sau mấy bước, tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Tiêu Phàm ánh mắt từng cái đảo qua những cái này vô thượng chi cảnh, cẩn thận cảm ứng. Phát hiện những người này trên thân, cũng không có huyền hoàng cùng quỷ ma thần cho hắn cái loại cảm giác này, nghĩ đến những người này, hẳn không phải là người chính mình muốn tìm. Bất quá, cứ như vậy buông tha Thiên Vũ đám người, hắn lại có chút không cam tâm. Các ngươi cảm thấy, ta hẳn là làm sao đối với các ngươi? Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn chăm chú lên Thiên Vũ đám người. Đám người trầm mặc không nói, nếu như trước đó, bọn họ sẽ không chút do dự liên thủ giết chết Tiêu Phàm. Nhưng ở được chứng kiến Tiêu Phàm kinh khủng thực lực về sau, bọn họ nơi nào còn có lá gan này. Tiêu Phàm một người cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, hơn nữa một cái Nam Cung Tiêu Tiêu, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ cần các hạ tha ta một mạng, ta nguyện lấy tiếp nhận các hạ xử trí. Trong đó một cái nhân tộc lão giả trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi đây, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ta cũng vậy, ta cũng nguyện ý. Những người khác nhao nhao mở miệng phụ họa, tất nhiên Tiêu Phàm nói như vậy, vậy liền đại biểu cho có thể không giết bọn họ. Chỉ cần không chết, một chút trừng phạt lại tính là cái gì đây? Đã như vậy, ta yêu cầu cũng không nhiều, ba cái điều kiện. Tiêu Phàm thanh âm trở nên như thế nào rất nhiều, không đợi mấy người mở miệng, tiếp tục nói, đệ nhất, trên người các ngươi đồ vật tất cả đều về ta, xem như đổi lấy các ngươi một cái mạng. Có thể, mọi người sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không thể không gật đầu. Một chút vật ngoài thân mà thôi, so với tính mệnh, lại tính là cái gì đây? Đệ nhị, các ngươi nhất định phải thay ta làm một chuyện, đương nhiên là ở sẽ không tổn hại các ngươi lợi ích điều kiện tiên quyết. Tiêu Phàm tiếp tục đưa ra điều kiện thứ hai. Đám người nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi, nhao nhao gật đầu. Đệ tam. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, kéo dài lấy thanh âm, dọa đến đám người tim đập rộn lên, hôm nay sự tình, không được để trừ bọn ngươi ra bên ngoài người biết được. Bằng không, vô luận các ngươi sinh ở phương nào, ta tất lấy tính mạng các ngươi, có ý kiến gì không? Không có. Đám người đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Nói đùa cái gì, lúc này ai dám có ý kiến? Hơn nữa, bọn họ cũng căn bản không có ý định đem nơi này phát sinh sự tình nói ra. Bọn họ dù sao cũng là các giới nhân tài kiệt xuất, cự phách một dạng tồn tại, nhưng hôm nay lại bị người đè lên đánh, đây là cỡ nào không có mặt mũi sự tình. Nói ra, chẳng phải là rơi mặt mũi của mình. Tốt, đem trên người các ngươi đồ vật giao ra, liền có thể rời đi. Tiêu Phàm hài lòng khoát khoát tay. Sau một khắc, đám người nhao nhao lấy ra càn khôn giới, đem mình tất cả mọi thứ giao cho Tiêu Phàm, không người nào dám đùa nghịch tiểu tâm tư. Vạn nhất Tiêu Phàm muốn điều tra, đến lúc đó coi như không phải mất đi mấy món bảo bối sự tình, mà là phải mất đi tính mạng. Chỉ là, giao ra đồ vật về sau, đối diện 10 người lại không có một cái nào khởi hành. Làm sao, các ngươi không muốn đi? Tiêu Phàm sắc mặt sững sờ. Đám người đắng chát cười một tiếng, không phải bọn họ không muốn rời đi, mấu chốt là bọn họ căn bản không biết làm sao rời đi. Cút đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lấy tay vung lên, hư không lập tức đã nứt ra một đường vết rách, một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt. Đám người nơi nào còn dám do dự, cũng như chạy trốn tiến nhập hư không liệt phùng. Mấy tức về sau, liền chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó không hẹn mà cùng cười ha hả, tất cả đều không nói bên trong. Thật lâu, Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc ngưng lại, hít sâu một cái nói, đúng rồi Lão Tam, cái gì là Hỗn Độn Tiên Linh? Nghe được, Hỗn Độn Tiên Linh, mấy chữ này, Nam Cung Tiêu Tiêu biến sắc, trầm ngâm nói, Hỗn Độn Tiên Linh, chính là đàn sinh tại Hỗn Độn Sinh Linh gọi chung. Bọn họ có được không thể địch nổi thiên phú, chiến lược cường đại không nói, thủ đoạn càng là kỳ lạ bất tận, mấu chốt là, bọn họ rất khó giết chết. À, Tiêu Phàm sớm có phỏng đoán, nhưng là nghe được lời nói của Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn càng thêm nghi ngờ, nói cách khác, bọn họ cũng là đàn sinh tại cái này thiên địa,
Vậy vì sao bọn họ đối với chúng ta tràn ngập địch ý? Bởi vì trong mắt bọn hắn, không có thiên địa cái từ này, bọn họ sinh ra trước đó, thiên địa một phiến hỗn độn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, hơn nữa, thiên địa, cũng chính là thế giới sinh ra, đối bọn hắn căn bản có hại vô lợi. Vì sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, vẻ mặt không hiểu. Ngươi có biết, thế giới mới bắt đầu, là như thế nào đản sinh sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không gấp giải thích, nhìn xem Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm tư hồi lâu, vẫn như cũ không nghĩ ra được trong đó đáp án. Hắn chỉ biết là, làm tu sĩ đột phá đại đế cảnh về sau, liền sẽ nắm giữ một cái thể nội thế giới. Chỉ là, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thế giới lai lịch. Ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Nam Cung Tiêu Tiêu cười khổ lắc đầu, thở dài nói, tiền thân lúc trước vì huyết mạch thuế biến, đi khắp chư thiên vạn giới, cũng không có thể tìm tới đáp án này. Bất quá, tiền thân cũng không phải là không có uổng phí, hắn đã từng tiến vào một chút cổ địa, sưu tập không ít liên quan tới hỗn độn tiên linh tin tức. Dừng một chút, Nam Cung Tiêu Tiêu sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, hỗn độn tiên linh, đản sinh tại hỗn độn, hấp thu chính là thiên địa ở giữa bổn nguyên nhất lực lượng. Loại này lực lượng, chúng ta xưng là bản nguyên chi lực. Cái này không có quan hệ gì a, thế giới sinh ra về sau, cũng đồng dạng có thể hấp thu bản nguyên chi lực tới tu luyện a. Tiêu Phàm không thể nào hiểu được. Vậy ngươi cảm thấy, vừa rồi hai cái kia hỗn độn tiên linh thực lực làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười hỏi. Rất mạnh. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ngươi có biết, bọn họ mạnh ở nơi nào? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhanh không chậm nói. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn mới nghĩ đến một đáp án, bản nguyên chi lực. Bọn họ bản nguyên chi lực so chúng ta mạnh, rất thuần túy. Không sai, bọn họ sở dĩ mạnh, liền là bởi vì bọn họ bản nguyên chi lực cực kỳ thuần túy. Nam Cung Tiêu Tiêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc cứng lại, có thể ngươi lại không biết, loại này thuần túy bản nguyên chi lực, tại thiên địa sinh ra mới bắt đầu, khắp nơi đều là. Hỗn độn tiên linh hấp thu loại này thuần túy bản nguyên lực lượng, trực tiếp liền có thể hóa thành bản thân tất cả. Mà cùng ngày sinh ra về sau, loại này thuần túy bản nguyên chi lực lại là cũng khó có thể nhìn thấy, bọn họ muốn tu luyện, liền phải khứ trừ bản nguyên chi lực bên trong bã. Bằng không mà nói, bọn hắn thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, kể từ đó, bọn họ muốn mạnh lên, liền phải tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, hơn nữa còn chưa chắc có thể đạt tới bọn họ mong muốn hiệu quả. Nghe đến đây, Tiêu Phàm xem như minh bạch. Vì sao thế giới sinh ra, đối hỗn độn tiên linh có hại vô lợi? Bởi vì thế giới tồn tại, khiến cho thuần túy nhất bản nguyên chi lực trở nên khó có thể hấp thu pha tạp lực lượng. Như vậy cũng tốt so một người bình thường, hàng năm sinh hoạt tại không khí tươi mới nhất địa phương, lại đột nhiên sinh hoạt tại một cái xú khí huân thiên trong chỗ đổ rác, ai lại chịu được. Nói cách khác, bọn hắn mục đích là hủy đi thiên địa. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Không kém bao nhiêu đâu. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu một cái. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm mặc, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Dù sao, ai lại muốn hàng năm sinh hoạt tại một cái xú khí huân thiên trong chỗ đổ rác đây? Trong mắt bọn hắn, chúng ta chỉ là một đám sinh hoạt tại rãnh nước bẩn bên trong xú trùng, tự nhiên là trừ bỏ cho thống khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu tiếp tục nói, thậm chí, bọn họ không kịp chờ đợi muốn hủy đi thiên địa, để chư thiên vạn giới lần nữa trở về hỗn độn. Vậy vì sao thiên địa đản sinh thời điểm, bọn họ không ngăn cản? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn mặc dù có chút lý giải hỗn độn tiên linh ý nghĩ, lại là khác biệt ý bọn họ loại này thủ đoạn. Ngươi có năng lực, hoàn toàn có thể ngăn cản chỗ đổ rác xuất hiện a. Mấu chốt là, bọn họ đều là người có máu có thịt, có thể không phải chân chính trong chỗ đổ rác những cái kia con ruồi cùng xú trùng. Cụ thể ta cũng không biết, có lẽ bọn họ không có thực lực kia a. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, hắn lấy được tin tức có hạn. Dừng một chút, hắn lại nói thiên địa sinh ra, vốn là vũ trụ quy luật tự nhiên, ai cũng không ngăn cản được. Kỳ thật, ở thái cổ trước đó, bọn họ trong mắt xú trùng, chúng ta tiên liệt, cũng đã bắt đầu phản kháng. Thái cổ trước đó, Tiêu Phàm kinh ngạc. Nếu như hắn dung hợp nhục thân bản thể ký ức, đoán chừng liền sẽ rất bình tĩnh. Thái cổ trước đó, còn có một cái thời đại, xưng là tiên cổ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, tiên cổ thời kỳ,
Tu sĩ tu luyện mặc dù cũng là bản nguyên chi lực, nhưng là, bọn họ tu luyện bản nguyên chi lực, so với chúng ta muốn thuần túy rất nhiều. Tiên chi lực. Tiêu Phàm nói ra mà ra. Ngươi vậy mà biết rõ. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, không sai, bọn họ tu luyện là tiên chi lực, mặc dù không bằng hỗn độn thời kỳ cái kia thuần túy bản nguyên chi lực, nhưng là không kém bao nhiêu. Đã như vậy, bọn họ không cần thiết hủy thiên diệt địa a. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh. Bất luận cái gì sinh linh đều là ích kỷ, hỗn độn tiên linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, hai mắt híp lại thành hai đạo khe hở, bọn họ chỗ nào nguyện ý những người khác cùng bọn hắn chia sẻ lực lượng đây, bọn họ tự nhiên muốn đoạt lại tất cả. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu lên ở thời không chi hà bên trong nhìn thấy đạo kia cổ lão phong ấn. Cái kia phong ấn, so sánh phong ấn chính là thái cổ cùng tiên cổ, ngăn trở hai cái thời đại. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hiểu, cho dù phong ấn hai cái thời đại, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản hỗn độn tiên linh sao? Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng. Bọn họ không phải là đem tất cả hỗn độn tiên linh, phong ấn tại tiên cổ thời đại kia. Tiêu Phàm trong lòng hoảng sợ. Mặc dù chính hắn tạm thời không cách nào làm đến bước này, nhưng là đạt tới luân hồi lão nhân bọn họ cảnh giới kia, có lẽ thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Kể từ đó, Tiêu Phàm trong đầu vô số nghi hoặc sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy, chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là hỗn độn tiên linh. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Chưa hẳn. Nam Cung Tiêu Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuy nhiên ta cũng không biết, nhưng là, ta nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, hơn nữa ma tộc, cường giả biết bao nhiêu, cho dù cá thể thực lực không phải hỗn độn tiên linh đối thủ. Nhưng tam tộc sinh linh sinh sôi số lượng hoàn toàn không phải hỗn độn tiên linh có thể so sánh, tổng thể thực lực, lại không yếu tại bao nhiêu, nếu như chỉ là hỗn độn tiên linh mà nói, ta tam tộc tu sĩ, không đến mức như thế bất lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ta khi lấy được tin tức phía trên đoán nghĩ ra được, nhưng ta biết đến càng nhiều, cảm giác sự tình càng không đơn giản. Nam Cung Tiêu Tiêu một hơi nói ra trong lòng mình suy đoán. Thiên nhân tộc phản bội nhân tộc cùng yêu tộc, chẳng lẽ cũng là đầu phục hỗn độn tiên linh? Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Ta mặc dù không biết thiên nhân tộc có mục đích gì, nhưng ta có thể khẳng định, bọn họ tất nhiên là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sắc bén, sát cơ lạnh lẽo. Điểm này Tiêu Phàm rất tán thành, bất kể như thế nào, thiên nhân tộc đều là hắn tất sát đối tượng. Ngược lại là ma tộc, Tiêu Phàm cảm thấy, cái này chém giết mấy cái thời đại đối thủ, có lẽ không phải như vậy đáng giận. Trừ bỏ thiên nhân tộc bên ngoài, còn có một cái hỗn độn thần tộc, về sau gặp được phải cẩn thận một chút, bọn họ có được hỗn độn tiên linh huyết mạch, thiên phú cực kỳ cường đại. Nam Cung Tiêu Tiêu nói bổ sung. Cái này ta biết, hỗn độn thần tộc dù sao cũng là trong truyền thuyết chủng tộc. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nơi xa, nhếch miệng cười nói, có lẽ, có người biết càng nhiều liên quan tới hỗn độn tiên linh bí mật. Ai? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm không nói, cười thần bí, sau đó cấp tốc hướng về nơi xa bay lượn đi. Tuyệt thế thánh tổ cảnh rất khó ở luân hồi độ bên trên ngự không, nhưng đột phá vô thượng thánh tổ, loại này cấm chế lực lượng liền nhỏ đi rất nhiều. Thiếu Khuynh, hai người xuất hiện ở luân hồi độ một cái góc, một tòa núi nhỏ hiện lên ở trước người hai người. A, đây là... Nam Cung Tiêu Tiêu kinh dị hướng về ngọn núi nhỏ kia, lộ ra một tia nhớ lại. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo kiếm mang bỗng nhiên chém về phía Tiểu Sơn. Nhân tộc run rế, tự tìm cái chết. Một tiếng hét lên vang vọng hư không, chỉ thấy Tiểu Sơn đột nhiên chuyển động. Lúc khép mở, hai chi đỏ thắm con ngươi hiện lên, bắn ra lấy lạnh lùng u quang, toàn thân càng là chán phóng oánh oánh tử mang, cũng có hắc sắc ma khí hiện lên. Phệ tinh thú. Nam Cung Tiêu Tiêu bất ngờ. Bất quá, phệ tinh thú còn chưa đứng dậy, liền bị vô số thần liên cuốn lấy, lần nữa quỳ sát xuống dưới, từng tiếng gầm thét tràn đầy phẫn nộ cùng không cam. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lui ra phía sau một khoảng cách, đánh giá cẩn thận phệ tinh thú. Lão Tam, cái này phệ tinh thú thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh, nghĩ buộc hắn mở miệng, sợ là có chút khó khăn. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc ngưng lại. Phệ tinh thú, thế nhưng là thôn phệ tinh thần tu luyện, thân thể khổng lồ không nói, hơn nữa lực lượng vô tận. Nếu như nghịch thiên chi cảnh, lấy hai người thực lực, thật vẫn khó có thể làm gì được hắn. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy phệ tinh thú,
Trước đó hắn chỉ là tuyệt thế thánh tổ, căn bản không dám tùy tiện tới gần phệ tinh thú công kích từ xa cũng không phải ăn chay. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đột phá đến vô thượng thánh tổ, đối phệ tinh thú kính sợ nhỏ đi rất nhiều. Phệ tinh thú, chúng ta làm giao dịch làm sao? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem phệ tinh thú nói. Lan, phệ tinh thú căn bản không có sự dễ dãi, hắn bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt, kiên nhẫn sớm đã bị ma diệt. Nói xong, hắn há mồm phun một cái, một vệt sáng bắn ra, giống như tuyệt thế thần kiếm, trực tiếp xé ra hư không. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu phản ứng cực nhanh, xảo diệu tránh thoát phệ tinh thú công kích. Lão nhị, ngươi nói, chúng ta liên thủ, có thể hay không giết chết hắn? Tiêu Phàm cũng mất kiên trì, sát khí nặng nề hướng về phệ tinh thú. Thử một chút thì biết. Nam Cung Tiêu Tiêu để lại một câu nói, xòe bàn tay ra, chiến thiên kích bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, một cỗ không có gì sánh kịp chiến ý bộc phát ra. Là ngươi. Phệ tinh thú con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhe răng trợn mắt nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Sau một khắc, kinh ngạc của hắn trong nháy mắt bị vô tận phẫn nộ thay thế, đồ hỗn trướng, đi chết đi. Nó mở ra miệng to như chậu máu, từng đạo lưu quang phun ra, giống như súng máy đồng dạng, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu nổ xạ đi. Lão nhị, ngươi gặp qua hắn? Tiêu Phàm không ngừng né tránh, nhìn không được mở miệng hỏi. Bất quá vừa dứt lời, hắn liền nghĩ tới điều gì. Nam Cung Tiêu Tiêu tiền thân lúc trước thế nhưng là tới qua luân hồi độ, gặp qua phệ tinh thú là chuyện lại không quá bình thường. Từng có gặp mặt một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu một câu mang qua. Kỳ thật, hắn đâu chỉ cùng phệ tinh thú từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn bị người đuổi giết xâm nhập luân hồi độ, vừa lúc xuất hiện ở phệ tinh thú bên người, phệ tinh thú không có dấu hiệu nào ra tay với hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu dưới cơn nóng giận, đem phệ tinh thú bảo đánh một trận. Phải biết, Nam Cung Tiêu Tiêu tiền thân thực lực, thế nhưng là đạt đến nghịch thiên thánh tổ cảnh A, phệ tinh thú tuy mạnh, nhưng bị vây ở đây, như thế nào là Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ? Cũng đúng là như thế, phệ tinh thú nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay chiến thiên kích, trong nháy mắt nhận ra hắn thân phận, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Bất quá, thời khắc này Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ là vô thượng chi cảnh, nó tự nhiên là không sợ hãi. Hừ, phệ tinh thú hừ lạnh một tiếng, ra sức giãy giụa, trên người thần liên vang lên ầm ầm. Ầm, đột nhiên, một đầu thần liên ở nó giãy giụa phía dưới, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm hai người thấy thế, sắc mặt biến hóa. Phệ tinh thú lại có thể tránh thoát thần liên. Ha ha, bản tổ rốt cuộc phải đã thoát khốn. Phệ tinh thú cười như điên, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cuồng bạo khí thế từ trên người nó bộc phát, không gian chung quanh không ngừng vỡ nát, hỗn độn khí mãnh liệt. Lão Tam, thừa dịp hắn không cách nào tránh thoát phong ấn này, trước muốn hắn nửa cái mạng. Nam Cung Tiêu Tiêu giống to, toàn thân phát sáng, hỗn độn thần lôi bành trướng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nói thật, phệ tinh thú toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mấu chốt là, hiện tại hắn chỉ khôi phục đến vô thượng thánh tổ, một khi phệ tinh thú thoát khốn, hai người bọn họ hợp lực đều chưa hẳn là đối thủ. Tiêu Phàm gật đầu, hắn không biết phệ tinh thú vì sao đột nhiên có thể kéo đứt những cái kia thần liên. Phải biết, trước đó phệ tinh thú nhiều lần muốn tránh thoát, đều bị thần liên chấn áp. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiến nhập cổ điện nguyên nhân? Hắn cũng không chần chờ, ngàn vạn kiếm khí nở rộ, giống như mưa rơi vào phệ tinh thú trên người. Đinh đinh đang đang phệ tinh thú quanh thân đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí rơi vào bên trên, vậy mà không có xé mở nhục thân của nó, toàn bộ bị hắn trên người lớp vải màu đen chặn lại. Các ngươi, đáng chém. Phệ tinh thú thanh âm lạnh lùng phát ra, tựa như một ngụm chuông lớn oanh minh, đình tài nhức óc. Trên người nó tử sắc quang hoa chậm rãi phai nhạt xuống, biến thành màu tím đen, giống như u minh tĩnh mịch chi quang, càng ngày càng kinh khủng. Vạn cổ giai không? Chu Lôi. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người đồng thời xuất thủ, nhao nhao thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Thời không chi lực rơi vào phệ tinh thú trên người, phệ tinh thú gào thét, bên ngoài thân lân giáp trong nháy mắt mất đi quang trạch. Trong cơ thể nó huyết khí nhanh chóng xói mòn, bản nguyên chi lực biến mất, dường như có một loại lực lượng, cưỡng ép rút lấy tất cả về hắn. Cùng lúc đó, đầy trời biển sét hỗn độn rơi xuống, nổ tung nó quanh thân lân giáp, huyết kiếm bắn ra, da chóc thịt bong. Ta muốn các ngươi chết. Phệ tinh thú triệt để phát cuồng,
Vậy mà bắt đầu thiêu đốt huyết khí, không nhìn thương thế trên người, ra sức giãy giụa. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang truyền ra, phong khốn vệ tinh thú thần liên không ngừng nổ tung, Tiêu Phàm hai người đều bị luồng sức mạnh mẽ này hất bay ra ngoài. Hai người song song mà đứng, ánh mắt u lãnh hướng về xa xa vệ tinh thú. Gia hỏa này, có vẻ như lại mạnh lên. Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, hắn bị vây ở đây, không nên biến yếu sao. Truyền văn, vệ tinh thú có được một tia hỗn độn huyết mạch, nơi đây vừa vặn hỗn độn khí bành trướng, có thể mạnh lên cũng rất bình thường, huống chi, nó liên tinh thần đều có thể thôn phệ. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe. Giống theo một tiếng kinh thiên nộ hống truyền ra, như một tòa núi nhỏ quái vật, ở Tiêu Phàm hai người trong mắt kiên quyết mà lên. Đạt đến mấy trăm trượng, dài mấy ngàn trượng quái vật đứng ở hắn môn cách đó không xa, bốn nhánh cứng cáp có lực cực túc, giống như cầu long đại trụ đồng dạng, chống đỡ lấy cái kia thân thể cao lớn. Hắn toàn thân có màu đen, lân giáp tầm đó xuyên suốt lấy tử sắc quang hoa, lành lạnh, u lãnh. Nhất là cặp kia giống như phòng ốc đồng dạng con mắt, càng là sắc bén như kiếm, tản ra không thể địch nổi hung uy, nhìn đến một cái, cũng làm người ta tim mật phát lạnh. Hiển nhiên, vệ tinh thú đã thoát khốn. Cổ khoáng chỗ sâu, Tiêu Phàm bản thể vị trí. Hắn ở cổ khoáng bên trong tìm kiếm mấy tháng, không sai biệt lắm tề tựu chấn thiên bi tất cả mảnh vỡ, còn tìm được không ít tiên thạch. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không vội vã rời đi. Ở trước mặt hắn, Tu La kiếm lơ lửng tại hư không, toàn thân chán phóng tím ánh sáng màu đỏ ngòm, toàn thân lập lòe. Đột nhiên, vô tận kiếm khí từ Tu La kiếm trên người bắn ra, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, khắp nơi đều là tử sắc kiếm ảnh, lít nha lít nhít. Chỉ chốc lát sau, Tu La kiếm khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Tu La kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Tổ vương khí. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt lộ ra mãn ý tiếu dung. Mấy tháng này, hắn bản thân cũng không tu luyện, mà là trợ giúp Tu La kiếm toàn lực luyện hóa chấn thiên bi toái thạch. Mặc dù chỉ là thời gian mấy tháng, nhưng Tiêu Phàm thi triển thời không bản nguyên chi lực, khiến cho mảnh này không gian tốc độ thời gian trôi qua đạt đến 1000 lần. Thời gian mấy tháng, tương đương với đi qua mấy trăm năm. Tu La kiếm không chỉ có luyện hóa chấn thiên bi toái thạch, hơn nữa còn luyện hóa thể nội tồn lưu mấy loại nghịch thiên thần kim, cùng linh lung bản. Tu La kiếm cũng rốt cục đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tổ vương khí, vượt qua nghịch thiên tổ khí tồn tại. Tiêu Phàm cảm giác, một kiếm nơi tay, dù cho nghịch thiên thánh tổ cũng nhẹ nhõm đối mặt. Là thời điểm rời đi, thì vũ bọn họ cũng chờ quá lâu. Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Dưới chân lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở cổ khoáng bên ngoài. Oanh! Đột nhiên, một trận cuồng bạo tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, đinh tai nhức óc, toàn bộ luân hồi mộ thổ đều đang run lên bần bật. Nghịch thiên chi cảnh. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Tiến vào luân hồi mộ thổ người, không phải chỉ là vô thượng chi cảnh sao? Tại sao có thể có nghịch thiên chi cảnh tồn tại? Chẳng lẽ là luân hồi mộ thổ sinh linh? Khả năng này rất lớn, dù sao, hắn liền tổ vương cảnh đều gặp được mấy cái, hiện tại toát ra cái nghịch thiên chi cảnh, lại có gì ngoài ý muốn đây? Chỉ là, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đột nhiên vô số ký ức nhanh chóng tràn vào trong đầu. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra, luân hồi độ. Phệ tinh thú, thạch trung thiên, huyền hoàng. Không nghĩ tới linh hồn chi thể vậy mà cũng trải qua nhiều chuyện như vậy. Nói xong, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa bắn đi. Mấy đạo thân ảnh hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Một đầu cự thú vắt ngang hư không, há mồm phun ra từng đạo hủy diệt tính quang mang, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cũng hăng đối chiến hai đạo nhân ảnh, ở cự thú trước mặt, hoàn toàn có thể không đáng kể, quá mức nhỏ bé. Hiển nhiên, cự thú chính là phệ tinh thú, mà đối diện hai người thì là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Phệ tinh thú thoát khốn, sát ý vô hạn, một bộ không đem Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giết chết liền thề không bỏ qua tư thế. Hai người thực lực mặc dù không tệ, hợp lực phía dưới, cho dù mặt đối với phần lớn nghịch thiên chi cảnh cường giả cũng không sợ. Nhưng phệ tinh thú cũng không phải thông thường nghịch thiên chi cảnh cường giả, thân thể vô địch, không kém gì vô thượng kim thân đệ thập đoán, dù cho Tiêu Phàm bán tiên chi thể, cũng phải yếu mấy phần. Mặt khác, hắn phun ra quang mang, càng là có được lực sát thương to lớn, không chỉ có nhằm vào linh hồn, đồng dạng nhằm vào nhục thân.
Hai người một phen chiến đấu, tất cả đều bị thương không nhẹ. Nhưng phệ tinh thú lại là càng chiến càng hăng, sát ý càng chứa. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải xé mở luân hồi độ không gian, trốn vào luân hồi mộ thổ. Ai ngờ, phệ tinh thú cũng không chút do dự đuổi theo. Đây hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm hai người dự kiến, phải biết, hắn xé ra hư vô liệt phùng không lớn, căn bản chứa không nổi phệ tinh thú. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, phệ tinh thú lại có thể dễ dàng xé mở hư không. Đến bây giờ, ba người đã chiến đấu tốt mấy canh giờ, kinh động đến vô số tu sĩ. Nơi xa, đỉnh một ngọn núi, có mấy bóng người, chính kinh hồn tán đảm nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, mấy người kia không phải người khác, chính là Càn Ma Vương cùng Nguyên Thế Vương. Kia thực sự là Thiên Lan Vương. Càn Ma Vương cau mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung cùng phệ tinh thú chiến đấu một người trong đó. Là hắn. Nguyên Thế Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn ẩn núp thật đúng là sâu. Kém chút bị hắn lừa gạt. Không nhất định. Càn Ma Vương lại là lắc đầu, lúc trước hắn hẳn là xác thực chỉ là tuyệt thế chi cảnh, sở dĩ đột phá vô thượng chi cảnh, 8-9 phần 10 cùng cái kia tiên thạch có quan hệ. Tiên thạch. Nguyên Thế Vương kinh ngạc nhìn xem Càn Ma Vương. Càn Ma Vương không nói, liên quan tới tiên thạch sự tình, hắn có thể không muốn nói cho Nguyên Thế Vương. Một phương hướng khác, Thiên Vũ Ma Tổ gắt gao nhìn xem chính tại chiến đấu Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào là hắn? Chẳng lẽ lúc trước hắn cố ý cải biến khuôn mặt? Thiên Vũ Ma Tổ kinh dị hết sức, hắn rốt cuộc là nhân tộc, hay là ma tộc? Nếu chỉ là Tiêu Phàm một người, Thiên Vũ Ma Tổ có lẽ còn nhận không ra. Nhưng là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu kề vai chiến đấu, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Nhưng hắn nhớ rõ ràng Tiêu Phàm là nhân tộc A. Mà bây giờ Tiêu Phàm lại biến thành Thiên Lan Vương bộ dáng, mấu chốt là, lúc trước hắn còn gặp qua Tiêu Phàm biến thành Thiên Lan Vương dáng vẻ, dù sao Tiêu Phàm từ bọn họ không coi vào đâu cướp đi tiên thạch. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Ma Tổ có chút không hiểu. Bất quá, hắn lại là thật sâu đem Tiêu Phàm hai tấm khuôn mặt đều in vào chỗ sâu trong óc, về sau nếu như gặp gỡ, nhất định phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Về phần Tiêu Phàm là nhân tộc, vẫn là ma tộc, hắn căn bản không quan tâm. Dù sao hắn thấy, Tiêu Phàm về sau cùng hắn đều không có quá nhiều gặp nhau. Lão Tam, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, gia hỏa này, khoảng cách tổ vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nam Cung Tiêu Tiêu bí mật truyền âm, ngữ khí có chút sốt ruột. Người ta rời đi trước. Tiêu Phàm đáp lại nói, ánh mắt lại là quét về phía nơi xa. Cái hướng kia, chính là nhục thân bản thể vị trí. Hắn rời đi luân hồi độ, lại biến thành Thiên Lan Vương bộ dáng, chí ít tạm thời mà nói, hắn không muốn bại lộ bản thân thân phận. Rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu sững sờ. Mấu chốt là, hai người mình nghĩ rời đi, phệ tinh thú cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội a. Hai người hợp lực, còn có thể cuốn lấy phệ tinh thú, có thể một đối một, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Yên tâm đi, có người tới đối phó hắn, đi. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Chỉ một thoáng, hai người một đòn đẩy lui phệ tinh thú, sau đó nhanh chóng hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Muốn chạy. Phệ tinh thú cười lạnh, sát khí trùng tiêu hán, trước tiên khóa chặt Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, thành thiên vạn đạo quang mang bắn ra, chuẩn bị cho Nam Cung Tiêu Tiêu tuyệt sát một đòn. Nhưng mà, không đợi trong miệng hắn lợi mang phun ra mà ra, một cái nắm đấm bỗng nhiên nện ở đỉnh đầu của nó. Răng rắc, thanh âm gãy xương vang lên, phệ tinh thú một trận bị đau, thân thể không bị khống chế, bỗng nhiên hướng xuống đất rơi đập đi. Mặt đất run rẩy kịch liệt, đá vụn bắn tung trời, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng, không gian chung quanh đều sụp xuống. Ai? Phệ tinh thú gào thét, đỏ thắm con ngươi nhìn về phía không trung. Lại là nhìn thấy, cách đó không xa, một cái hắc bào nam tử lăng không đứng chắp tay, một đôi thâm thúy con ngươi, lãnh quang bắn ra bốn phía. Nhân tộc, ngươi tự tìm cái chết. Phệ tinh thú nhìn thấy xuất thủ vậy mà là một nhân tộc, lập tức lên cơn giận dữ, trên người sát khí quay cuồng, trong giọng nói đều là vẻ khinh miệt. Một cái nhân tộc, vậy mà cũng dám đánh lén mình, nhất định chính là tự tìm cái chết. Người xuất thủ tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm nhục thân bản thể. Đột phá vô thượng thạch tổ cảnh, hắn sở hữu thương thế đã phục hồi như cũ, đang nghĩ thử xem điểm mấu chốt của mình,
gặp gỡ phệ tinh thú, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường phệ tinh thú, linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người hợp lực, lại bị áp chế ở hạ phong. Hắn thực lực, cho dù ở nghịch thiên thánh tổ bên trong, cũng coi là cực kỳ cường đại. Dù sao, linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, đều có cùng mới vào nghịch thiên chi cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Nhìn thấy phệ tinh thú tức giận, Tiêu Phàm ngoác ngón tay, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Đồ chán sống. Phệ tinh thú lộ ra hết sức tức giận thần sắc, thanh âm lạnh tới cực điểm. Sau một khắc, phệ tinh thú một bước lóe ra, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, nâng lên một cái móng vuốt, hung hăng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiêu Phàm không dám khinh thường, trong nháy mắt biến thành tu la chi thể. Bây giờ đột phá vô thượng chi cảnh, phóng nhãn luân hồi mộ thổ, trừ bỏ những cái kia thổ dân, cùng đại vô thiên ma đám người bên ngoài, những người khác hắn đã không cố kỵ gì, tự nhiên không lo lắng bại lộ. Mắt thấy phệ tinh thú móng vuốt nổi giận chém mà xuống, Tiêu Phàm thúc giục tu la đệ cửu biến, nổ tính lực lượng ở nắm đấm bên trên nở rộ, một quyền nghênh đón. Thật to gan, đây là muốn cùng phệ tinh thú ngạnh bính sao? Phệ tinh thú lấy tinh thần làm thức ăn, nhục thân sớm đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, mặc dù đi là thánh tổ con đường, nhưng nhục thân đoán chừng cũng không yếu hơn nghịch thiên thạch tổ, chính diện ứng đối, cho dù nghịch thiên thạch tổ cũng chưa chắc chắc thắng. Không cần nhìn, chết chắc, cho dù là tu la tộc cũng vô dụng. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà cùng phệ tinh thú cứng đối cứng, tất cả đều cười lạnh. Oanh, quyền cương cùng trào cương đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, tựa như một ngụm chuông lớn chiến minh, vang vọng thiên khung. Một cỗ không có gì sánh kịp hư vô phong bạo từ hai người vị trí quét sạch mà ra, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ cùng vỡ nát. Làm sao có thể? Đột nhiên, đám người có người hít một hơi lạnh, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Những người khác cũng tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi nhìn tiền phương. Chỉ thấy phệ tinh thú thân thể khổng lồ kia, vậy mà giống như lưu tinh bay ngược mà ra, móng vuốt càng khắp nơi hư không nổ tung, huyết vụ quay cuồng. Trái lại Tiêu Phàm, vẹn vẹn lùi lại mấy bước mà thôi, rất nhanh ổn định thân hình. Không chỉ đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả phệ tinh thú bản thân, cũng lộ ra không thể tin. Một cái nhân tộc, hơn nữa còn chỉ là vô thượng chi cảnh, vậy mà sức mạnh thân thể so với chính mình còn mạnh hơn. Hô, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm lần nữa tại chỗ biến mất, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ trong nháy mắt đi tới phệ tinh thú trước người. Hắn liên tục ra quyền, quyền ảnh lít nha lít nhít, giống như mưa rơi nện ở phệ tinh thú trên người. Phệ tinh thú trên người lân giáp từng mảnh nổ tung, huyết vũ vẩy ra, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, không ngừng rút lui, trong miệng phun máu không ngừng. Oanh! Phệ tinh thú thân thể lần nữa nhập vào sâu trong lòng đất, phương viên hơn vạn dặm bị san thành bình địa. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, lạnh lùng hướng về bụi bặm tràn ngập phía dưới, ánh mắt sắc bén như kiếm. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy kinh hãi. Vừa bắt đầu ai cũng không coi trọng hắn, chẳng ai ngờ rằng, cái này nhân tộc, vậy mà cường đại như vậy, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Ầm ầm. Đột nhiên, từng đạo tử sắc quang hoa từ trong bụi bặm bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Tiêu Phàm bắn ra. Tiêu Phàm không hoảng hốt không vội, chân đạp thời không na di thiểm, thân thể giống như thuấn di đồng dạng, tại hư không không ngừng né tránh, không có một đạo quang hoa đánh trúng. Phệ thiên thôn địa. Phệ tinh thú tức giận, triệt để cuồng bạo, lách mình xông ra bụi bặm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên khẽ hấp. Đột nhiên, một cỗ không thể địch nổi thôn phệ chi lực sinh ra, trong thiên địa tất cả đều điên cuồng hướng về phệ tinh thú trong miệng bay đi. Cho dù là ánh sáng, cũng khó có thể đào thoát nó thôn phệ. Đây là phệ tinh thú bí kỹ, phệ thiên thôn địa, danh xưng không có gì không nuốt. Dù cho đồng dạng không chỗ nào không nuốt thí thần, ở tại trước mặt, đoán chừng cũng phải cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Tiêu Phàm thân thể rất khó khống chế, bỗng nhiên hướng về phệ tinh thú trong miệng bay đi. Làm Tiêu Phàm bị nuốt vào trong bụng thời khắc, phệ tinh thú bỗng ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Coi như ngươi lại làm sao cường đại, vậy thì như thế nào? Ở ta phệ thiên thôn địa thần uy trước mặt, cũng bất quá là một cái điểm tâm nhỏ mà thôi. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm bị thôn phệ, sắc mặt đại biến. Làm Tiêu Phàm biến thành tu la thân thể một sát na kia, Nam Cung Tiêu Tiêu liền đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận, dù cho Tiêu Phàm trước đó phơi bày là một trương khuôn mặt xa lạ.
Lo lắng thời khắc, hắn ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thần thể song tu, thế nhưng không nghĩ tới, Tiêu Phàm nhục thể, vậy mà cường đại tới mức như thế. Nhưng hắn cho rằng, Tiêu Phàm không nên khinh địch. Vừa rồi Tiêu Phàm nếu như muốn đào tẩu, vệ tinh thú căn bản không có khả năng thôn phệ hắn. Lão nhị, ngươi gặp qua, có ai nuốt ta, còn có thể hoàn hảo không hao tổn sao? Tiêu Phàm linh hồn chi thể cười cười, bí mật truyền âm nói. Cũng đúng. Nhìn thấy linh hồn chi thể phong khinh vân đạm bộ dáng, Nam Cung Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn xác thực gặp qua Tiêu Phàm bị thôn phệ nhiều lần, có thể nuốt vào Tiêu Phàm, chuẩn sẽ tiêu chảy. Quả nhiên. Phốc phốc. Một đạo tiếng vang lanh lãnh từ phệ tinh thú trên người truyền ra, một tia ô quang trực tiếp phá mở lưng hắn, phóng lên tận trời, xé ra hư không, cực kỳ kinh khủng. Phệ tinh thú gào thét thảm thiết, thân thể dường như không nghe sai khiến một dạng. Ngay sau đó, lại một đường càng kinh khủng hơn ma quang nở rộ, bỗng nhiên đem phệ tinh thú thân thể chém thành hai đầu. Huyết vũ giống như mưa rào tầm tã đồng dạng vương vãi xuống, hư không đều trở nên đỏ thẫm lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở đám người tầm mắt, lại là Tiêu Phàm, cầm trong tay một chuôi ma đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phệ tinh thú. Vừa rồi hắn thi triển nghịch loạn bát ma đao, đạo thứ 5 liền phá mở phệ tinh thú nhục thân, đạo thứ 6, trực tiếp chặt đứt phệ tinh thú thân thể. Đột phá vô thượng thạch tổ, Tiêu Phàm bây giờ đã có thể tùy tiện chém ra đao thứ 6, uy lực tuyệt luân. Về phần đao thứ 7, mặc dù hắn toàn lực phía dưới cũng có thể chém ra đến, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng cực lớn. Phệ tinh thú sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt nơi nào còn có phía trước khinh thường, có chỉ có hoảng hốt, kinh hãi. Đây thật là một cái vô thượng chi cảnh tu sĩ. Không biết, còn tưởng rằng hắn là tổ vương cảnh đây. Bốn phía tu sĩ cũng thấy choáng mắt, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực kinh hãi. Một đao đem nghịch thiên chi cảnh phệ tinh thú một phân thành hai, như thế thực lực, phóng nhãn luân hồi mộ thổ, đoán chừng cũng không có người thứ hai có thể làm được. Lại đến, Tiêu Phàm hướng về phía phệ tinh thú ngoắc ngón tay, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tà mị nụ cười. Phệ tinh thú thấy thế, toàn thân giật mình, bản năng hướng phía sau thối lui. Phệ tinh thú nơi nào còn có cùng Tiêu Phàm một trận chiến dũng khí. Nhục thân không được, lực lượng không được, chiến lực càng là không được. Mặc dù Tiêu Phàm khiêu khích nhường hắn lửa giận xen lẫn, nhưng hắn vẫn như cũ rất lý trí, không nghĩ không duyên cớ mất mạng. Đương nhiên, hắn cũng tự tin Tiêu Phàm không có bản lãnh giết hắn, có thể cách đó không xa còn có hai người nhìn chằm chằm. Hô! Đang lúc phệ tinh thú chuẩn bị thối lui thời khắc, nguyên bản thoát đi Tiêu Phàm linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, lần nữa xuất hiện, ngăn chặn phệ tinh thú đường lui. Phệ tinh thú biến sắc, đầu to lớn nhìn lướt qua ba người, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn họ muốn làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ liên thủ đánh giết phệ tinh thú sao? Phệ tinh thú thế nhưng là nghịch thiên thánh tổ, muốn giết chết cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn còn có cơ hội, bất quá giết chết phệ tinh thú, đối bọn hắn có vẻ như không có ích lợi gì. Bốn phía đám người nhìn thấy bị vây công phệ tinh thú, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ba cái ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, trong lòng âm thầm thề, lần sau gặp gỡ bọn họ, nhất định phải núp xa xa. Hai vị, cái này là con mồi của ta. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, ngữ khí có chút khó chịu. Tất cả những thứ này, tự nhiên là cho ngoại nhân nhìn. Hắn cũng không muốn cứ để người nhìn ra mình cùng linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu quan hệ. Các hạ một người, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, nếu không mọi người liên thủ, ta chỉ cần xương cốt của hắn, làm sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười híp mắt nói. Nghe nói như thế, phệ tinh thú toàn thân giật mình. Hắn nha, các ngươi còn không có đánh bại ta đây. Cho dù ba người các ngươi liên thủ, muốn giết chết ta cũng chưa chắc có thể làm đến, hiện tại liền chuẩn bị phân thây. Ta muốn máu của hắn. Linh hồn chi thể cũng chen lời nói. Tiêu Phàm trầm tư mấy tức, gật đầu một cái tốt. Nói xong, ba người bỗng nhiên hướng về phệ tinh thú tới gần, ba cổ cường hoành khí tức đồng thời nở rộ, hư không đột nhiên nổ tung, trở nên hỗn độn một mảnh. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí cuồn cuộn, cũng có hỗn độn quang mang nở rộ, xa xa tu sĩ, hoàn toàn không nhìn thấy mảnh này khu vực xảy ra chuyện gì. Phệ tinh thú cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao,
xương cốt phát ra trận trận tiếng ken két, tùy thời đều có thể đứt gãy. Nó lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường ba người này. Ba người mặc dù cũng chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng cũng có nghịch thiên thánh tổ chiến lực. Dạng này biến thái, để ở trong mắt chư thiên vạn giới, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Phệ tinh thú trong lòng gầm thét, vận khí của mình cũng quá củ chuối đi a, dạng này yêu nghiệt, vậy mà duy nhất một lần gặp được ba người. Chờ chút, nhìn thấy ba người xuất thủ, phệ tinh thú phát ra gầm nhẹ. Tiêu Phàm ba người ngừng bước chân, nhưng khí thế như trước đang kéo lên. Làm sao, muốn cầu tha? Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng, đáng tiếc, chúng ta không có bỏ qua ngươi dự định, xương cốt của ngươi, vừa vặn có thể luyện chế một kiện không sai pháp bảo. Máu của ngươi, hẳn là cũng có thể khiến cho ta ma thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm linh hồn chi thể gật gật đầu, thần sắc băng lãnh. Ngược lại là Tiêu Phàm bản thể trầm mặc không nói, cứ như vậy nhàn nhạt hướng về phệ tinh thú, nhìn phệ tinh thú tê cả da đầu. Dù cho năm đó bị phong ấn, nó cũng không có sợ hãi như vậy, bởi vì nó biết mình không chết được. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ba cái này tên điên, thật khả năng giết hắn. Phệ tinh thú thở sâu, ánh mắt ở Tiêu Phàm ba người trên người bồi hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Các hạ, không muốn lại do dự. Tiêu Phàm linh hồn bản thể đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm bản thể nói, ta có căn thần thức luyện chế chi pháp, có thể giúp ngươi đem nó linh hồn luyện chế thành căn thần thức. A, à, hờ hứng Tiêu Phàm bản thể dường như có một tia hứng thú, trong mắt tinh quang lập lòe. Nhưng mà, nghe nói như thế, phệ tinh thú con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Nếu như Tiêu Phàm ba người nhất định phải giết nó, vậy thật là có chút khó khăn. Thân làm nghịch thiên chi cảnh yêu thú, phệ tinh thú tự nhiên cũng có được thủ đoạn bảo mệnh, liều mạng tranh đấu, nó có nắm chắc rời đi. Thế nhưng là, nếu là đối phương chỉ là phong cấm nó, bóc ra nó linh hồn, vậy liền có chút phiền phức. Nghĩ vậy, phệ tinh thú bỗng bạo khởi, bỗng nhiên phun ra từng đạo lưu quang, hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi thể chém đi. Phốc, Tiêu Phàm linh hồn chi thể nổ tung, hóa thành một trận quang mang tiêu tán trên không trung. Phệ tinh thú thấy thế, lộ ra không thể tin được, tiểu tử này, như vậy thì bị bản thân giết chết. Nó không chần chờ chút nào, thân thể cao lớn một chút cũng không lộ ra cồng kềnh, động tác nhanh vô cùng, hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi thể vị trí phá vây. Chỉ là, còn không có cho nó tới kịp cao hứng. Giống, đột nhiên, gầm lên giận dữ từ tiền phương truyền đến, ở nó trong ánh mắt kinh hãi, một đầu giống như núi cao quái vật xuất hiện, nâng lên cự trảo, hung hăng hướng về nó chém tới. Làm sao có thể? Phệ tinh thú trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Nếu như chỉ là một đầu quái vật to lớn, nó có lẽ còn không có khiếp sợ như vậy. Nhưng mấu chốt là, đầu này không hiểu ra sao xuất hiện quái vật, vậy mà cùng nó giống như đúc. Lại một đầu phệ tinh thú. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thấy choáng mắt, không chỉ có dụi mắt một cái, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà vô luận hắn làm sao lau hai mắt, đầu kia phệ tinh thú vẫn tồn tại như cũ. Ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo thanh âm sâu kín từ đầu thứ hai phệ tinh thú đỉnh đầu truyền đến. Phệ tinh thú cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn thấy, mới xuất hiện đầu kia phệ tinh thú đỉnh đầu, vậy mà đứng đấy một người. Ngoại trừ Tiêu Phàm linh hồn chi thể, còn có ai đây? Hô! Cuồng phong cuốn một cái, vừa rồi đột ngột xuất hiện phệ tinh thú quỷ dị biến mất, hóa thành một đầu tử sắc thú nhỏ hiện lên ở Tiêu Phàm linh hồn thân thể đầu vai. Vạn nguyên huyến thú! Phệ tinh thú lên tiếng kinh hô, liếc mắt một cái liền nhận ra tử sắc thú nhỏ lai lịch. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm linh hồn chi thể, vậy mà thật có được căn thần thức. Căn thần thức, đây chính là to lớn sát khí a. Cho dù hắn tiền thân, thân làm nghịch thiên thánh tổ, cũng không có căn thần thức, bởi vì hắn căn bản không biết căn thần thức phương pháp tu luyện. Tiêu Phàm linh hồn chi thể lạnh lùng nhìn lướt qua phệ tinh thú, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, các hạ, làm sao? Ta nguyện ý lấy căn thần thức luyện chế chi pháp, liền đổi lấy máu của nó. Tiêu Phàm bản thể cũng làm bộ hết sức bộ dáng khiếp sợ, nghe được linh hồn thân thể mà nói, ánh mắt càng ngày càng chói mắt. Phệ tinh thú lại là sợ hãi vạn phần, so với trở thành Tiêu Phàm căn thần thức, nó tình nguyện cái chết. Chí ít chết rồi, vẫn là có cơ hội hồi phục. Nhưng một khi bị luyện chế thành căn thần thức, nó cả một đời đều sẽ bị trói buộc. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm linh hồn chi thể cho tới nay, đều không có triển lộ toàn bộ thực lực.
Tiểu tử, ngươi nếu rời khỏi, ta nguyện ý đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Phệ tinh thú vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm bản thể nói. À, điều kiện gì đều được. Tiêu Phàm một bộ tẻ nhạt vô vị bộ dáng kia, hiển nhiên là đối luyện hóa phệ tinh thú vì chính mình căn thần thức có hứng thú. Đương nhiên, phệ tinh thú khẽ cắn môi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta lại thiếu một đầu tọa kỵ. Tiêu Phàm lơ đãng nói. Không có khả năng. Phệ tinh thú không cần nghĩ ngợi, không chút do dự hủy bỏ Tiêu Phàm điều kiện. Làm thú cưỡi. Đó cũng quá biệt khuất, hắn thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh cường giả A, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là nhân vật hàng đầu. Làm sao có thể đi cho người làm tọa kỵ? Vậy quên đi. Tiêu Phàm lơ đánh khoát khoát tay, dường như hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Các hạ, ngươi nếu có thể đem nó luyện hóa thành căn thần thức, không phải cũng một dạng có thể làm tọa kỵ sao? Tiêu Phàm linh hồn chi thể hảo tâm nhắc nhở. Có vẻ như cũng đúng. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức lại hứng thú, trên người sát khí nở rộ, so sánh vừa rồi càng thêm khủng bố. Phệ tinh thú triệt để hoảng. Thế nhưng là, nó trong lòng vẫn là cực kỳ không cam. Thân làm nghịch thiên thánh tổ, nó có bản thân ngạo khí. Các ngươi đừng ép ta. Phệ tinh thú phát cuồng, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Ăn ta một kiếm. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn, trong tay ma đao bỗng nhiên biến thành tu la kiếm, một đạo tử huyết sắc yêu dị kiếm mang bỗng nở rộ. Một đạo vạn trượng kiếm mang cực kỳ dễ thấy, trực tiếp cắt ra hư không. Không chần chờ chút nào, tay nâng kiếm rơi. Vạn trượng kiếm mang đem phát ra sáng lạng quang mang, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, hướng về phệ tinh thú chém xuống. Tổ, phệ tinh thú bờ môi có chút run lên. Nó còn chuẩn bị thi triển tuyệt sát một đòn, chấn thương ba người sau chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, ở Tiêu Phàm một kiếm này phía dưới, nó hoàn toàn quên đi tất cả, chỉ còn lại có hoảng hốt. Phốc, kiếm mang rơi xuống, trực tiếp chém phệ tinh thú đầu, hủy diệt tính kiếm khí lôi xé nó nhục thân cùng linh hồn. Phệ tinh thú dường như thấy được tử thần đang hướng nó vẫy tay. Bất quá, cái kia hủy diệt tính kiếm khí rất nhanh biến mất, cái này khiến phệ tinh thú có loại ở quỷ môn quan dạo qua một vòng cảm giác. Nó khôi phục thân thể, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm bản thể. Tiêu Phàm bản thể hơi hơi nhíu mày, dường như có chút không vừa ý vừa rồi một kiếm kia, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy mà chạm lệch ra một chút. Nghe lời nói này, phệ tinh thú toàn thân run lên. Ngươi nha chạm lệch ra một chút, thiếu chút nữa thì muốn mệnh của ta, nếu là không có chạm lệch ra, chẳng phải là trực tiếp đưa ta quy thiên. Nam Cung Tiêu Tiêu kém chút không phun bật cười, trong lòng thầm than, lão tam cái này hù người thủ đoạn, thật đúng là nhất tuyệt a. Bất quá hắn cũng biết, Tiêu Phàm thật đúng là có đủ thực lực tiêu diệt phệ tinh thú, hơn nữa hắn cùng linh hồn chi thể, phệ tinh thú cơ hồ không có chạy trối chết khả năng. Hơn nữa hắn cũng biết, Tiêu Phàm đe dọa phệ tinh thú. Căn bản cũng không phải là vì dễ của nó thần thức. Nói câu khó nghe, phệ tinh thú thực lực tuy mạnh, có được nghịch thiên chi cảnh chiến lực. Thế nhưng là, thần thú bảng xếp hạng bên trên lại không có tên của nó, nói đến cùng, là bởi vì nó không có thần thông. Tiêu Phàm cho dù thật đem nó luyện chế thành căn thần thức, cũng không phát huy được phệ tinh thú chiến lực chân chính. Mà vạn nguyên huyễn thú khác biệt, hắn có được ba loại thần thông, cho dù không có bất kỳ cái gì thực lực, cũng đầy đủ cho Tiêu Phàm linh hồn chi thể mang đến trợ giúp rất lớn. Đây chính là yêu thú cùng thần thú điểm khác biệt lớn nhất. Tiêu Phàm mục đích thực sự, chính là nghĩ hàng phục phệ tinh thú, hắn dù sao cũng là chân chính cường thế nghịch thiên thánh tổ. Đừng động, ta thử lại lần nữa, ngươi nếu có thể tránh thoát một kiếm này, ta có thể bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem phệ tinh thú nói. Phệ tinh thú nghe vậy, ánh mắt sáng lên, dường như thấy được hy vọng sống sót. Chỉ là không đợi nó mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên thúc giục vô tận chiến huyết, thi triển tu la cửu biến, khí thế bỗng nhiên biến đổi, vậy mà đến gần vô hạn nghịch thiên thánh tổ. Nó giơ lên cao cao kiếm trong tay, vạn trượng kiếm mang lần nữa bắn ra, so sánh vừa rồi hiển nhiên muốn ác liệt mấy lần, dường như muốn đem thiên địa này xé nát, đem cái này càn khôn xuyên phá. Phệ tinh thú toàn thân run rẩy kịch liệt, nó muốn chạy trốn, nhưng thân thể dường như mất đi khống chế. Chung quanh thời không trở nên bắt đầu vặn vẹo, đây là thời không bản nguyên lực lượng, một mực đem hắn khóa chặt. Ta nguyện ý thần phục. Hoảng hốt vạn phần phệ tinh thú, run rẩy nói ra. Cái gì? Tiêu Phàm bản thể tựa như không nghe thấy đồng dạng, cố ý lớn tiếng nói, ngươi muốn nói cái gì,
chờ ta chém xuống một kiếm này lại nói. Phệ tinh thú sợ tè ra quần. Chờ ngươi chém xuống một kích này, mạng của lão tử cũng bị mất, còn thế nào nói. Mắt thấy Tiêu Phàm chém xuống một kiếm, vạn trượng kiếm mang gào thét mà xuống, nó không chút do dự, thân thể bỗng nhiên phủ phục khắp nơi hư không, dùng hết lực lượng toàn thân hét lớn, ta thần phục. Hô, sắc bén kiếm khí đâm xuyên qua lân giáp của nó, máu tươi bay vụt. Bất quá, vạn trượng kiếm mang lại là ở cách hắn một trượng 3,3 mét ngừng lại, không có tiếp tục rơi xuống. Phệ tinh thú lúc này mới phát hiện, bản thân toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, một loại chết sau sống lại cảm giác quanh quẩn trong lòng. Tiêu Phàm nắm tay bên trong tu la kiếm, thật lâu chưa từng chém xuống. Phệ tinh thú không dám ngẩng đầu, nhắm chặt hai mắt, dường như đang chờ đợi tử thần xử phạt. Nó không phát hiện là, Tiêu Phàm ba người nhìn nhau, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Ngươi xác định? Tiêu Phàm bản thể nhíu mày. Phệ tinh thú nhìn thấy Tiêu Phàm kiếm không có rơi xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không đợi Tiêu Phàm nói cái gì, nó mi tâm đột nhiên bay vụt ra một đạo tử sắc quang mang, hóa thành một đầu cỡ nhỏ phệ tinh thú lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người. Quang mang này chính là phệ tinh thú mệnh hồn, hơn nữa ẩn chứa một sợi chân linh. Có thứ này ở, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể lấy mạng của hắn, cho dù không chết được, chí ít trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục. Tiêu Phàm lấy tay đánh ra từng đạo thủ ấn, phong cấm phệ tinh thú mệnh hồn. Không có ý tứ, nó hiện tại là người của ta, có chút không xuống tay được. Tiêu Phàm thu hồi mệnh hồn, nhìn về phía linh hồn chi thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Đáng tiếc, ta căn thần thức luyện chế chi pháp, không có duyên với ngươi. Linh hồn chi thể khe khẽ thở dài, cáo tử. Dứt lời, linh hồn chi thể quay người liền đi, hiển nhiên Tiêu Phàm tạm thời còn không muốn bại lộ linh hồn chi thể. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là không hề rời đi, ngược lại có chút khinh bỉ nhìn xem phệ tinh thú, người nhà dù sao cũng là nghịch thiên thánh tổ, tất yếu như vậy tham sống sợ chết. Phệ tinh thú lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nam Cung Tiêu Tiêu, lạnh giọng nói, hừ, ngươi nếu không phải tham sống sợ chết, trước đó vì sao muốn chạy trốn? Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai, nhìn xem Tiêu Phàm cười nói, lão tam, chờ ta đột phá nghịch thiên thánh tổ, không ngại ta làm thịt nó à? Khụ khụ, Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Nhưng mà, phệ tinh thú lại là trận to hai mắt, hết sức ánh mắt kinh hãi ở Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trên người bồi hồi, run giọng nói, ngươi, các ngươi nhận biết. Phệ tinh thú cũng không phải người ngu, nó chỗ nào không biết, bản thân đây là bị Tiêu Phàm bọn họ đùa bỡn. Nghĩ vậy, nó tâm lý liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Tiểu phệ a, ngươi là chuẩn bị đổi ý sao? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem phệ tinh thú. Thần mẹ nó tiểu phệ, phệ tinh thú trong lòng mọi loại khó chịu, có thể nó cũng không dám nghịch lại Tiêu Phàm cho dù đùa nghịch nó, có thể thực lực lại là thực sự, muốn giết hắn có lẽ không dễ dàng, nhưng tuyệt đối là có thể làm được. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, phệ tinh thú không khỏi dùng mình một cái, cúi xuống nó đầu cao ngạo. Tất nhiên không đổi ý, vậy ta liền khi ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Phàm đạm mạc nói, vừa vặn, chúng ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Phệ tinh thú đây. Đám người nhìn thấy nơi xa đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, phệ tinh thú vậy mà không thấy. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn chi thể đã rời đi, phệ tinh thú cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có Tiêu Phàm bản thể cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Đám người nhìn về phía ánh mắt hai người tràn đầy sợ hãi, theo bọn hắn nghĩ. Chỉ có một loại khả năng. Kia liền là phệ tinh thú bị Tiêu Phàm bọn họ giết đi. Phải biết, đây chính là nghịch thiên chi cảnh cường giả A, lại bị mấy cái vô thượng chi cảnh người tiêu diệt, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Tiêu Phàm lãnh đạm quét bốn phía một cái, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu công khai rời đi. Người ở chỗ này, không có một cái nào dám ngăn trở bọn họ. Lão Tam, chúng ta đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Hắn đối mảnh này cổ địa hết sức cảm thấy hứng thú. Tìm tới Thi Vũ, lão đại và thi thần lại nói. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết Diệp Thi Vũ bọn họ là không gặp phải nguy hiểm. Bất quá hắn tin tưởng, lấy hai người thực lực, người bình thường cũng rất khó lưu bọn hắn lại. Quả nhiên, nửa canh giờ về sau, Tiêu Phàm hai người ở một vùng thung lũng bên trong, tìm được Diệp Thi Vũ, thi thần cùng Lang Phong. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, lại còn đụng phải Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa, Diệp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt,
thân thể lung lay sắp đổ, rõ ràng là bản thân bị trọng thương. Khuynh Thành, ai tổn thương ngươi? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, chưa kịp cùng đám người chào hỏi, ngược lại sát khí nặng nề nói. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thành vừa định mở miệng, lại bỗng nhiên ho khan, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người dường như không có bất kỳ cái gì khí lực, trực tiếp hôn mê đi. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng nắm lấy Diệp Khuynh Thành tay kiểm tra thương thế, sau nửa ngày, Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh thật là mạnh âm hàn kiếm khí. Nói xong, Tiêu Phàm thể nội thời không bản nguyên bộc phát, điên cuồng tràn vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Chỉ một lát sau, Diệp Khuynh Thành ngoại thân, liền tràn ngập ra từng đạo hắc sắc sắc bén sương mù, phương viên trong vòng mấy dặm, trong nháy mắt dày đặc sương lạnh. Tiêu Phàm lại lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Hắn cũng không gấp, Diệp Khuynh Thành thương tích quá nặng, nếu như trễ khôi phục, đối với hắn căn cơ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lão đại, lão nhị, các ngươi thay hắn hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền ở bốn phía bố trí. Bận rộn nửa ngày, Tiêu Phàm lần nữa trở về, nhìn về phía Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ nói, các ngươi là làm sao gặp gỡ hắn. Ngươi rời đi về sau, chúng ta ba người liền ở bốn phía đi dạo, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang bị mấy cái tu sĩ truy sát, chúng ta cứu hắn về sau, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Trước đó cũng tỉnh qua hai lần, bất quá mỗi khi chúng ta muốn hỏi hắn thời điểm, hắn lại lần nữa hôn mê, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết rõ Diệp Khuynh Thành thực lực, dù cho bình thường vô thượng chi cảnh, cũng không khả năng làm bị thương hắn. Nhưng lần này, Diệp Khuynh Thành vậy mà bị thương nặng như vậy, đủ để có thể thấy được đối thủ cường đại. Đoán chừng chí ít cũng là vô thượng chi cảnh cường giả. Lão đại, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ cùng Vô Tận lúc ấy là cùng đi, bọn họ. Một bên thí thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp Khuynh Thành ba người bọn họ cùng một chỗ, hiện tại chỉ có một mình hắn xuất hiện, mà không nhìn thấy Tà Vũ cùng Vô Tận chi hỏa, bọn họ vô cùng tự nhiên sốt ruột. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt như kiếm, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng cùng sát ý, sợ lần nữa làm bị thương Diệp Khuynh Thành. Phu quân, ngươi cũng đừng lo lắng, tất nhiên Diệp Khuynh Thành có thể trốn tới, Tà Vũ cùng Vô Tận thực lực cũng không yếu hơn hắn, nghĩ đến cũng còn sống. Diệp Thi Vũ an ủi. Mặc dù nàng nội tâm cũng vô cùng lo lắng, nhưng nàng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng. Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn đã làm một quyết định, vô luận là ai tổn thương Diệp Khuynh Thành, đều phải chết. Đúng rồi Lão Tam, truy sát Diệp Huynh không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Lăng Phong đột nhiên trò hay nhớ ra cái gì đó, ngữ khí lạnh lùng nói. Nhân tộc. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn cũng mặc kệ là nhân tộc hay là ma tộc, dám động hắn huynh đệ, đều nhất định là một người chết. Không sai, những người kia thủ đoạn 10 điểm đặc biệt, hơn nữa từng cái đều am hiểu kiếm đạo, xuất thủ tàn nhẫn, mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh tổ, nhưng chiến lực có thể so với bình thường vô thượng thánh tổ. Lăng Phong giải thích nói. Nếu như không phải thí thần cùng Lăng Phong đại ca đã đột phá đến vô thượng thánh tổ, chúng ta xác thực chưa chắc có thể nhìn thấy các ngươi. Diệp Thi Vũ cũng gật gật đầu. Bọn họ mặc dù cứu Diệp Khuynh Thành, có thể ba người đều bị thương không nhẹ. Kiếm tu sao? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trong mắt phát lạnh. Đáng tiếc, bọn họ không biết những người kia là cái nào một giới người, chỉ có chờ Diệp Khuynh Thành tỉnh lại mới rõ ràng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng lấy tay vung lên, như một tòa núi nhỏ thân ảnh bỗng hiện lên, hết sức liều lĩnh khí tức quét sạch mà ra. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ sắc mặt biến hóa, làm xong tùy thời tính toán ra tay. Đừng lo lắng, đây là Lão Tam tọa kỵ. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười, nhìn về phía Phệ Tinh Thú nói. Phệ Tinh Thú hai mắt đỏ bừng, một bộ kiêu ngạo bất tuần dáng vẻ, mặc dù thần phục Tiêu Phàm, nhưng nó thân làm nghịch thiên thánh tổ, vẫn như cũ có bản thân ngạo khí. Tòa kỵ. Lăng Phong hết sức kinh ngạc, như nhìn quái vật nhìn về phía Tiêu Phàm. Cái này cũng quá biến thái đi, vậy mà hàng phục một đầu nghịch thiên chi cảnh yêu thú làm thú cưỡi. Hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói, ngươi là làm sao xuất hiện ở luân hồi độ bên trên, đối hỗn độn tiên linh lại hiểu bao nhiêu. Cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng, Phệ Tinh Thú giật mình, vội vàng thu hồi phong mang, nói, ta cũng không biết mình làm sao xuất hiện ở luân hồi độ bên trên. Tiêu Phàm sát khí nở rộ, hiển nhiên không tin Phệ Tinh Thú lời nói. Thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Phệ Tinh Thú đắng chát cười một tiếng. Nói ta chỉ nhớ ký bản thân đang lúc bế quan,
lâm vào ngủ say, tỉnh lại lần nữa lúc, liền xuất hiện ở cái kia thuyền hỏng phía trên. Nói thật, ta cũng là về sau mới biết được, cái kia thuyền hỏng dĩ nhiên là trong truyền thuyết luân hồi độ, bất quá, liên quan tới hỗn độn tiên linh sự tình, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Nói, Tiêu Phàm thái độ cường thế, hiển nhiên không nghĩ về tinh thú thừa nước đục thả câu. Phệ tinh thú chỗ nào còn không cảm giác được Tiêu Phàm thời khắc này phẫn nộ, tự nhiên không dám nói láo, chi tiết nói, hỗn độn tiên linh, sinh ra ở trong hỗn độn, rất ít hiển lộ trước người. Đương nhiên, cũng không đại biểu bọn họ không nhúng tay vào chư thiên vạn giới sự tình, vì thế, bọn họ sáng tạo ra một chủng tộc, hỗn độn thần tộc. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu coi như bình tĩnh, dù sao bọn họ sớm đã biết những cái này. Nhưng Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong lại là trợn tròn mắt. Cái gì lại toát ra cái hỗn độn tiên linh, hơn nữa còn cùng trong truyền thuyết hỗn độn thần tộc có quan hệ. Cái kia trong truyền thuyết hỗn độn thần tộc, dĩ nhiên là hỗn độn tiên linh sáng tạo ra. Cái này khiến hai người có chút không dám tin tưởng, bản thân những ngày qua, bỏ qua nhiều như vậy sao? Nói chúng ta không biết. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, những chuyện này, hắn lại nghe một lần căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phệ tinh thú oán thầm, ta làm sao biết các ngươi biết rõ cái gì, không biết cái gì. Bất quá, nó lại cũng không dám phản bác. Đột nhiên, nó ánh mắt lóe lên, ngữ không kinh chết người không thôi nói, đúng rồi, hỗn độn thần tộc, đã từng liên thủ giết qua thiên. Giết qua thiên. Tiêu Phàm mấy người vô cùng ngạc nhiên, núp trẻ tại nguyên chỗ. Thiên là cái gì, đó là vật vô hình a, làm sao có thể chân thực tồn tại, hơn nữa còn bị người giết qua. Tin tức này, quá không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên, Tiêu Phàm mấy người trừ bỏ rung động, chính là không tin. Nhưng phệ tinh thú ánh mắt một chút cũng không giả, Tiêu Phàm biết rõ, gia hỏa này không có nói láo. Thế gian thật có thiên sao? Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc cứng lại, hô hấp đều cảm giác có chút gấp rút. Phải chăng có thiên, ta cũng không biết. Phệ tinh thú lắc đầu, lại nói, bất quá khi đó, chư thiên vạn giới phá diệt, thiếu chút nữa thì lần nữa quay về hỗn độn. Vô số sinh linh chết ở vụ tai nạn kia bên trong, còn ở trong thiên địa còn có một cái thế giới vẫn tồn tại, mặc dù phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể tan rã, nhưng sinh linh miễn cưỡng còn có thể sinh tồn. Ta lúc ấy cũng là từ chỗ ở mình thế giới thoát đi, đã tới cái kia tan tành thế giới, tìm một cái địa phương bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật chính là trốn đi. Dù sao, thiên địa đại tịch diệt, đừng nói nó lúc ấy chỉ là nghịch thiên thánh tổ, chính là tổ vương cảnh, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Chỉ là lời này nó tuyệt đối là không thể nào nói ra được, thân làm nghịch thiên thánh tổ, nó tốt xấu cũng phải một điểm mặt mũi. Cũng chính là một lần kia bế quan rơi vào trạng thái ngủ say, nó mới bị người bất chi bất giác phong ấn tại luân hồi độ phía trên. Tiêu Phàm mấy người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Tin tức này, đối bọn hắn mà nói, lực trùng kích quá lớn, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Bất quá, quả thực là muốn nói có thiên mà nói. Vậy cũng quả thật có. Phệ tinh thú đột nhiên lại bổ sung một câu. Thiên số. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn cũng không biết thế gian phải chăng có thiên, nhưng hắn biết rõ, thiên số là chân chính tồn tại, hơn nữa còn cực kỳ khủng bố. Nói thiên số chính là thiên, cũng không đủ. Không sai, chính là thiên số. Phệ tinh thú gật gật đầu, tuy nhiên không ai thấy qua, nhưng thiên số xem như thiên, đại biểu, là chân thật tồn tại. Chúng ta tu bản nguyên chi lực, đại bộ phận đều cùng thiên số chi lực có quan hệ, thậm chí có thể nói, thế gian vạn linh sở dĩ có thể đột phá, cơ hồ đều là lấy trộm thiên số lực lượng. Làm sao có thể? Lăng Phong trước tiên hủy bỏ loại này ý nghĩ, chúng ta tu luyện lực lượng, có lẽ là đến từ thiên số, có thể kể từ đó mà nói, thiên số thực lực, hẳn là không có gì sánh kịp mới đúng. Hỗn độn thần tộc mặc dù thần bí, cũng cường đại, nhưng bọn hắn lại làm sao cường đại? Tu luyện cũng là bản nguyên chi lực a, tại sao có thể là thiên số đối thủ? Tiêu Phàm mấy người cũng cau mày, có chút không cách nào tin. Đơn cử ví dụ đơn giản, thế gian vạn linh tựa như dòng sông, mà thiên số tương đương với biển cả. Con sông số lượng rất nhiều, nhưng là có thể bao phủ biển cả sao? Căn bản chính là nói đùa, nhiều hơn nữa dòng sông, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành biển khơi một bộ phận. Thế gian vạn linh cũng là như thế. Bọn họ lực lượng đều là tới từ với thiên số, lại làm sao có thể có thực lực tiêu diệt thiên số đây? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng chư thiên vạn giới đồng thời băng diệt, trừ bỏ thiên bị giết về sau, không có mặt khác giải thích.
Phệ tinh thú cũng có chút không xác định. Dù sao, những tin tức này đều là hắn tự mình một người thu thập được. Tiêu Phàm mấy người trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phản bác lý do. Ngược lại là Diệp Thi Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, không đúng à, nếu như thiên số bị diệt, vậy chúng ta bây giờ cũng không khả năng tu luyện, dù sao chúng ta tu luyện vẫn là bản nguyên chi lực, mà bản nguyên chi lực chính là thiên số chi lực. Không sai, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng phụ họa gật đầu. Lời này quá tuyệt đối, bản nguyên chi lực chưa hẳn thuộc về thiên số chi lực, tỉ như bản nguyên mẫu khí, tiên chi lực, hơn nữa, nếu như thiên này, không phải kia thiên đây. Phệ tinh thú lắc đầu. T, mấy người nhìn không được hít một hơi lạnh, người được cường đại âm mưu vị đạo. Nếu quả thật như Nam Cung Tiêu Tiêu nói tới như vậy, vậy cái này đến bao lớn một cái bẫy? Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, trong đầu bỗng hồi tưởng lại lúc trước bản thân đột phá thánh tổ cảnh khi độ kiếp, xuất hiện cái kia hắc sắc thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là thiên số. Hắn một mực quên không được. Cái kia thiên số chi nhãn chính là một cái mù con mắt. Chẳng lẽ, mù thiên số chi nhãn, cùng diệt thiên có quan hệ? Thế nhưng là, thiên nhân tộc có người tu luyện, thiên số chi nhãn, loại này bí pháp, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Thất Lạc Yêu Hải gặp thiên nhân tộc thất thống lĩnh, đối phương liền có được một cái tử sắc thiên số chi nhãn. Mặc dù tử sắc thiên số chi nhãn uy lực, cùng hắn nhìn thấy hắc sắc thiên số chi nhãn không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng là, cả hai hẳn là đồng nguyên. Nếu quả thật như phệ tinh thú nói tới, vậy hắn khi độ kiếp nhìn thấy cái kia mù mất thiên số chi nhãn, có phải hay không chính là đã từng thiên, đây? Lão Tam, ngươi nghĩ tới điều gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy trầm ngâm Tiêu Phàm, nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, tạm thời không đem bản thân suy nghĩ cáo chi đám người, thật sự là cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Liền chính hắn đều có chút không tin. Thiên số chi nhãn có thể tu luyện sao? Tiêu Phàm nhìn về phía phệ tinh thú hỏi. Không có khả năng. Phệ tinh thú không chút nghĩ ngợi nói, trừ phi hắn bản thân chính là thiên số, bằng không không có khả năng có được thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm không nói, rơi vào trong trầm tư. Thiên nhân tộc cái kia thất thống lĩnh là thiên số sao? Tiêu Phàm trước tiên bỏ ý nghĩ này, thật sự là cái kia thất thống lĩnh thực lực không tốt lắm. Hơn nữa, chính hắn cũng có một cái thiên số chi nhãn, chẳng lẽ hắn liền là thiên số sao? Hiển nhiên không phải. Đúng rồi, còn có một loại khả năng có được thiên số chi nhãn. Phệ tinh thú linh quang lóe lên, nói, lấy được thiên số chi nhãn công nhận người, có thể điều động thiên số lực lượng, khả năng có được cỡ nhỏ thiên số chi nhãn. Đương nhiên, loại này thiên số chi nhãn không phải thật, mà là đầy đủ chân chính thiên số chi nhãn lực lượng mà thôi. Bị thiên số chi nhãn tán thành, Tiêu Phàm bắt được mấu chốt. Mình có thể lấy được cái kia thiên số chi nhãn, chẳng lẽ cũng là bị chân chính thiên số chi nhãn công nhận. Thế nhưng là, cái kia thiên số chi nhãn, rõ ràng là bản thân cưỡng ép luyện hóa, sau đó sáp nhập vào chính mình mắt trái a. Bất quá Tiêu Phàm lại rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng, kia liền là phệ tinh thú nói tới, hỗn độn thần tộc đã từng giết qua thiên. Vậy mình con mắt này, có phải hay không khả năng chính là chết đi thiên số chi nhãn đây? Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên số chi nhãn mới có thể mù mất. Mà thiên nhân tộc thất thống lĩnh có thiên số chi nhãn, thì là chiếm được mới thiên số chi nhãn tán thành, cho nên có thể đủ điều động lực lượng. Mấu chốt vẫn là ở tại bị thiên số chi nhãn tán thành. Thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm bỗng kinh hô mà ra. Thiên hữu chi nhân, có thể được thiên phù hộ, tự nhiên là chiếm được thiên số chi nhãn công nhận. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, cũng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Lão Tam, nếu như ngươi đoán không sai, cái kia chiến hoàng thiên có phải hay không cũng có khả năng có được thiên số chi nhãn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Tiêu Phàm lắc đầu, chiến hoàng thiên phải chăng có được thiên số chi nhãn hắn không biết. Nhưng là, hắn luôn cảm giác, thiên nhân tộc lúc trước sở dĩ sẽ phản bội nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ cùng thiên số chi nhãn có quan hệ. Một sát na này, Tiêu Phàm phảng phất cảm giác một cái bí mật kinh người, chính đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Tiêu Phàm cùng thiên nhân tộc cũng coi là đánh không ít qua lại, thiên nhân tộc trên người thiên số chi lực, cực kỳ nồng đậm. Cho dù là bất diệt thánh tổ cảnh, trên người thiên số chi lực, cũng so nhân tộc cùng yêu tộc vô thượng thánh tổ cảnh mạnh hơn rất nhiều. Điểm này, Tiêu Phàm đã lặp đi lặp lại chứng minh qua,
dù sao hắn thiên số chi nhãn có thể nhìn thấy. Bất quá, Tiêu Phàm hiện tại rất ngạc nhiên, thân làm thiên hữu chi nhân chiến hoàng thiên, trên người thiên số chi lực sẽ có hay không có cái gì đặc thù. Đáng tiếc, hắn đã lâu không gặp qua chiến hoàng thiên, chỉ biết là chiến hoàng thiên ở thiên hoang. Có lẽ về sau còn có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó mới có thể biết rõ ràng một hai. Đúng rồi, ngươi đối thiên nhân tộc hiểu rõ không? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn thấy, hỗn độn tiên linh cũng tốt, hỗn độn thần tộc cũng được, khoảng cách đều quá xa vời. Chí ít trong thời gian ngắn, khẳng định không cùng hỗn độn thần tộc cùng hỗn độn tiên linh giao thủ cơ hội, nhất là hỗn độn tiên linh. Huyền Hoàng cùng quỷ ma thần vô cùng có khả năng chỉ là phân thân, không tính là chân chính hỗn độn tiên linh. Hơn nữa Tiêu Phàm âm thầm suy đoán, hai người này 89/10 là từ thời gian chi hà bên trên cổ lão phong ấn một bên khác trốn qua đến. Ngược lại là thiên nhân tộc, những năm này, vô luận chỗ nào đều có bóng của bọn hắn. Có lẽ không bao lâu, liền sẽ cùng thiên nhân tộc mặt đối mặt giao phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại không khỏi hồi tưởng lại cổ khoáng trong thâm nguyên phát sinh sự tình. Hắn nhớ kỹ, lúc trước hỗn độn thần tộc thần thi muốn phá hư chấn thiên bi, lại bị Thạch Trung Thiên ngăn lại, cái này lại là vì cái gì đây? Bình thường mà nói, hỗn độn thần tộc là hỗn độn tiên linh sáng tạo chủng tộc, Thạch Trung Thiên không nên ngăn cản hỗn độn thần thi phá hư chấn thiên bi mới đúng à? Chẳng lẽ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy? Bất quá nghĩ đến Đại Vô Thiên Ma, Tiêu Phàm lại cảm thấy Thạch Trung Thiên đánh giết hỗn độn thần thi cũng không đột ngột. Bởi vì hỗn độn thần thi khả năng không biết, chấn thiên bi phía dưới chấn áp không chỉ là Khô Lâu Tổ Vương, còn có Đại Vô Thiên Ma. Một khi phá hư chấn thiên bi, Khô Lâu Tổ Vương có lẽ sẽ thoát khốn, nhưng Đại Vô Thiên Ma cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Lấy Đại Vô Thiên Ma thực lực, cho dù giết không chết Khô Lâu Tổ Vương, nhưng ít ra có thể tiêu diệt Huyền Hoàng cùng quỷ ma thần. Biết được tất cả những thứ này, Huyền Hoàng tự nhiên muốn giết chết hỗn độn thần thi, thuận tiện còn có thể lừa gạt Tiêu Phàm tín nhiệm. Bất quá bây giờ xem ra, lúc ấy Thạch Trung Thiên mà nói cũng là nửa thật nửa giả. Thiên nhân tộc có cái gì tốt hiểu rõ, toàn tộc đều là rùa đen rút đầu. Phệ tinh thú không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ách, Tiêu Phàm không biết nói gì. Hắn không thể không thừa nhận, phệ tinh thú đối thiên nhân tộc đánh giá, thật đúng là nói đến tâm hắn khảm lên. Bất quá lại nói trở về, thiên nhân tộc mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng bọn hắn thật vẫn rất khó diệt tộc. Phệ tinh thú lại bổ sung. Tiêu Phàm tự nhiên không có ý định nói cho phệ tinh thú, bây giờ thiên nhân tộc, có thể xa không phải lúc trước nó nhìn thấy thiên nhân tộc có thể so sánh. Khỏi cần phải nói, chính là thiên nhân tộc trong tay ba đại hỗn độn nguyên bảo một trong thái thượng vãng sinh trì, đã làm cho tất cả mọi người nghiêm túc đối phó. Nghe ngươi ý tứ, thiên nhân tộc thanh danh thật không tốt. Lăng Phong hiếu kỳ nói, bọn họ nơi nào có cái gì cho má thanh danh. Phệ tinh thú trong giọng nói đều là xem thường, muốn nói thanh danh, thiên nhân tộc ngược lại là nhát gan sợ phiền phức, âm hiểm xảo trá đại danh từ, dù sao đều không phải mặt hàng nào tốt. Tiêu Phàm mấy người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi cái gì, dù sao, phệ tinh thú biết đến cũng không bao nhiêu, nó từ tiên cổ thời kỳ cuối, liền một mực bị phong ấn ở nơi này. Thái cổ chuyện sau đó, đoán chừng còn không có bọn họ biết đến nhiều. Tiêu Phàm tiện tay đem phệ tinh thú ném vào thể nội thế giới, yên lặng chờ đợi Diệp Khuynh Thành tỉnh lại. Lão đại, những ngày qua ta góp nhặt một chút tin tức, ngày đó truy sát Diệp Khuynh Thành người, có thể là vô lượng thiên người. Thí thần thần sắc lạnh lẽo, mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Vô lượng thiên. Tiêu Phàm hai mắt híp lại thành hai cái khe hở. Vô lượng thiên hắn nhưng là nghe nói qua nhiều lần, đây chính là cửu thiên thập địa xếp hạng đệ tam một giới, thực lực cường đại hết sức, xa không phải thái cổ thần giới có thể so sánh. Vô lượng thiên kiếm tu rất nhiều, hơn nữa rất cường đại, ngày đó truy sát Diệp Khuynh Thành người, cũng đều là kiếm tu. Thí thần giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng lại là âm thầm nhớ kỹ, vô lượng thiên, mấy chữ này. Thí thần mà nói hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi gì, nhưng chân chính đáp án, còn phải từ Diệp Khuynh Thành trong miệng xác nhận. Diệp Khuynh Thành mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Tiêu Phàm trừ đi hắn thể nội âm hàn kiếm khí, hẳn là không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Quả nhiên, ba ngày sau, Diệp Khuynh Thành lần nữa mở hai mắt ra, khí tức trên thân rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Mặc dù còn chưa triệt để phục hồi như cũ, nhưng là tốt thất thất bát bát. Phủ chủ. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại cứu mình một cái mạng.
Thương thế khôi phục còn có thể, không cần đến mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Tiêu Phàm kiểm tra một chút Diệp Khuynh Thành thương thế, nói, đúng rồi, Tà Vũ cùng Vô Tận đây. Chúng ta ở bản nguyên trong gió lốc phân tán. Diệp Khuynh Thành thở dài một hơi. Ba người các ngươi không phải ở một chỗ sao? Thí thần lo lắng nói. Ngươi lúc đó bị bản nguyên phong bạo cuốn đi, chúng ta ba người sau đó cũng bị bản nguyên phong bạo kích bay. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, hắn cũng có chút bận tâm Tà Vũ cùng Vô Tận chi hỏa an nguy. Đúng rồi, ngày đó truy sát ngươi là ai? Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh. Diệp Khuynh Thành cũng là toàn thân sát ý nở rộ, dày đặc khí lạnh nói, vô lượng thiên người, lúc ấy ta bị bản nguyên phong bạo kích bay, bản thân bị trọng thương, may mắn trốn về một mạng. Về sau ta tìm một cái địa phương chữa thương, không sai biệt lắm hoa ba tháng mới khôi phục 7-8 phần, liền nghĩ đi tìm phủ chủ các ngươi, ai ngờ đột nhiên gặp gỡ vô lượng thiên người. Bọn họ không lý do muốn giết ngươi làm cái gì, chẳng lẽ vì luân hồi chi quang? Thí thần khó hiểu nói. Cái này là một cái trong số đó. Diệp Khuynh Thành thở sâu, trầm ngâm nói, chủ yếu nhất là ta phát hiện một cái kiếm chủng, vừa lúc bị bọn họ đụng vào. Kiếm chủng. Mọi người vẻ mặt chấn động. Theo bọn họ biết, luân hồi mộ thổ, một khi xuất hiện dị bảo, hoặc là di tích cổ, đó cũng đều là cực kỳ bất phàm a. Hơn nữa, có thể làm cho Diệp Khuynh Thành ngưng trọng như thế, còn bị vô lượng thiên người truy sát, nghĩ đến kiếm này mộ thật không đơn giản. Không sai, chính là một tòa kiếm chủng, hơn nữa còn vô cùng có khả năng cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, bất quá ta còn không tới kịp xâm nhập, liền bị vô lượng thiên người vây công, đành phải rút đi. Nguyên bản ta cho rằng rời đi liền không có việc gì, có thể sau nửa canh giờ, vô lượng thiên người đột nhiên đuổi đi theo, một bộ không chết không thôi tư thế. Ngươi đều đi, vô lượng thiên người còn muốn giết người diệt khẩu, nhìn đến cái này kiếm chủng, xác thực bất phàm a. Nam Cung Tiêu Tiêu cười híp mắt nói. Tự nhiên, Diệp Khuynh Thành hết sức chắc chắn, nói kiếm kia mộ lối vào, thì có một cái kinh khủng kiếm trận, hơn nữa kiếm trận này, phủ chủ cũng đã gặp. À, Tiêu Phàm lập tức hứng thú, chẳng lẽ là Chu Thần kiếm trận? Không sai, chính là Chu Thần kiếm trận. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng gật đầu, nhớ tới cái kia kiếm trận, hắn vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Chu Thần kiếm trận, Tiêu Phàm tự nhiên gặp rồi, hơn nữa còn đích thân thể nghiệm qua. Ban đầu ở Vĩnh Hằng thời không đối chiến Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành liền thi triển cái này kiếm trận. Hắn đều không thể không thừa nhận, cái này kiếm trận xác thực rất biến thái, hơn nữa hắn biết rõ, Diệp Luân Hồi căn bản không có phát huy ra Chư Thần kiếm trận uy lực chân chính. Ngươi còn nhớ phải kiếm chủng vị trí? Tiêu Phàm tập trung ý chí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đương nhiên, Diệp Khuynh Thành trực tiếp đứng dậy, cho Tiêu Phàm bọn họ dẫn đường. Bản thân đường đường tuyệt thế kiếm tu, lại bị một đám người truy sát, cái này khiến hắn cực kỳ biệt khuất. Nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương, dù cho đối mặt vô thượng chi cảnh kiếm tu, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng những người kia lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vạn dặm truy sát, Diệp Khuynh Thành trong lòng một mực kìm nén một hơi. Bây giờ có Tiêu Phàm bọn họ ở đây, Diệp Khuynh Thành tự nhiên không sợ hãi, bất kể như thế nào đều muốn tìm về cái này tràng tử. Huống hồ, hắn cũng đúng kiếm chủng bên trong đồ vật hết sức tò mò, nếu là có cái gì cơ duyên, hắn cũng không muốn rơi vào vô lượng thiên tu sĩ trong tay. Ba ngày sau, Tiêu Phàm năm người xuất hiện ở một vùng biển rộng bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển cả vô ngần, không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá Tiêu Phàm đám người ánh mắt, tất cả đều bị dưới chân đặc thù nước biển hấp dẫn. Bởi vì nước biển này vậy mà không phải bình thường nước biển, mà là một cái biển máu. Đỏ thắm nhan sắc, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, tản ra một cỗ khó có thể nói nên lời ngạt thở cảm giác. Kiếm chủng liền trong huyết hải một tòa bạch cốt sơn phía trên. Diệp Khuynh Thành hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hắn tâm tính 10 điểm trầm ổn, nhưng giờ phút này khó có thể bình tĩnh. Bạch cốt sơn, Tiêu Phàm mấy người không hiểu. Đến các ngươi liền biết. Diệp Khuynh Thành không có giải thích nhiều, tiếp tục tiến lên, hướng về trong biển máu bay lượn đi. Tiêu Phàm mấy người cùng lên, bọn họ rất nhanh liền minh bạch Diệp Khuynh Thành trong miệng Bạch Cốt Sơn là một tòa cái gì núi. Tê Tiêu Phàm đám người nhìn thấy Bạch Cốt Sơn thời khắc, toàn bộ cũng nhìn không được hít một hơi lạnh. Ở dưới chân bọn hắn, một ngọn núi cao vút trong mây, từ trong biển máu kiên quyết mà lên, uy thế cuồn cuộn, khí thế vô cùng. Đương nhiên, điểm ấy là không thể nào chấn kinh Tiêu Phàm bọn họ.
Để bọn hắn khiếp sợ là, cả ngọn núi, vậy mà đều là từ bạch cốt xây thành, oánh oánh lập lòe bạch cốt, giống như bảo ngọc đồng dạng, tản ra hơi yếu quang trạch. Phải biết, đây chính là một ngọn núi A, cũng không phải tầm thường cái gì thi sơn cốt hải. Cái này cần chết bao nhiêu người A? Lăng Phong nuốt nước miếng một cái, thật lâu không thể bình tĩnh. Một tòa hoàn toàn do bạch cốt xây thành sơn phong, quá có đánh vào thị giác lực. Bọn họ cũng coi là giết người vô số, có thể chưa từng thấy qua nhiều như vậy bạch cốt. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, những hài cốt này ít nhất phải lấy ước tính tính. Cách rất xa nhau, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, những cái kia bạch cốt phía trên, đều có tương tự vết thương. Đó là vết kiếm, những cái này sinh linh, đều là đồng dạng kiểu chết, đoán chừng đều là bị kiếm khí chém giết. Các ngươi nói, biển máu này, không phải là những người này lúc còn sống huyết dịch hội tụ A. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Làm người hai đời, hắn cũng bị một màn trước mắt cho chấn động có chút lông tơ dựng thẳng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thí thần đột nhiên chỉ đỉnh núi nói. Đám người xuyên thấu qua tầng mây nhìn tới, lại là nhìn thấy một tòa thật to đại điện sừng sững ở bạch cốt sơn đỉnh cao, nguy nga hùng hồn. Mấu chốt nhất là, cả tòa đại điện, vậy mà đều là từ sinh linh xương đầu xây dựng. Nhìn sơ một chút, để người dùng mình. Nhưng tử tế quan sát, lại phát hiện những đầu lâu này nhất định chính là liền thành một khối, giống như tự nhiên, nhất định chính là một kiện khó có thể hình dung tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước ta liền là ở bạch cốt đại điện gặp được vô lượng thiên người, ta chân sau vừa dứt, bọn họ chân trước liền xuất hiện. Diệp Khuynh Thành thở sâu, nói ta còn chưa kịp tiến vào bạch cốt đại điện. Chỉ thấy đại điện một bên, đứng thẳng lấy một khối thạch bi đã phá toái, chỉ còn lại có kiếm chủng, hai chữ. Nghĩ đến, cái này bạch cốt đại điện hẳn là cũng sớm đã tồn tại, chỉ là cái kia thạch bi, hẳn là về sau lập, chu thần kiếm trận liền vần quanh ở bạch cốt chung quanh đại điện. Các ngươi nói, vô lượng thiên người, tiến vào bạch cốt đại điện không? Thí thần có chút nóng lòng muốn thử. Hẳn không có, mặc dù ta còn chưa kịp thăm dò, thế nhưng chu thần kiếm trận rất cường đại. Dù cho đi qua vô số tuế nguyệt như trước đang vận chuyển, vô thượng chi cảnh muốn đi vào, cũng không dễ dàng. Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, vô lượng thiên người, còn có thể ở bên trong. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Cũng không đợi đám người phản ứng, hắn giống như tên rời cung một dạng chảy ra mà ra, bỗng nhiên hướng về bạch cốt đại điện kích xạ đi. Lão đại đến, có trò hay để nhìn. Thí thần hưng phấn quát to một tiếng. Trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, không có chút nào che giấu. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tất nhiên dám hoành hành không sợ xâm nhập bạch cốt đại điện, nghĩ đến là có đầy đủ tự tin ứng phó vô lượng thiên người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là có một đầu nghịch thiên chi cảnh yêu thú A. Phệ tinh thú một chỗ, đoán chừng vô lượng thiên người đều phải sợ tè ra quần. Ai? Tiêu Phàm mấy người vừa mới tới gần bạch cốt đại điện. Mấy đạo kiếm mang bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Phàm nộ xạ mà đến. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ khí tức bộc phát, những kiếm khí kia bỗng nhiên tải hư không nổ tung lên, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Phàm mảy may. Hư không nổ vang liên tục, bụi bặm tràn ngập, bản nguyên chi lực mãnh liệt. Thiếu Khuynh, hư không khôi phục lại bình tĩnh, mấy đạo thân ảnh hiện lên ở hư không, chặn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Vô lượng thiên làm việc. Những người không liên quan lập tức rời đi, bằng không, giết không tha. Một người cầm đầu hắc y trung niên nam tử lạnh như băng mở miệng, một đôi ưng nhãn như kiếm, sắc bén đến cực điểm. Vô thượng thánh tổ. Nam Cung Tiêu Tiêu hí ngược cười một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Vô lượng thiên người, quả nhiên không phải bình thường phách lối. Thí thần bĩu môi, ánh mắt u lãnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem đối diện mấy người. Biết rõ chúng ta đến từ vô lượng thiên, còn không mau mau lăn ra nơi đây. Hắc y trung niên lạnh lùng ánh mắt đảo qua Tiêu Phàm mấy người, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở Diệp Khuynh Thành trên người, có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai là ngươi, ngươi lại còn không chết. Ngươi chết, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói. Một mình hắn có lẽ sẽ còn e ngại những người này, nhưng bây giờ hắn cũng không phải một người chiến đấu, tự nhiên không sợ hãi. Vô lượng thiên lại như thế nào? Hù dọa người bình thường thì cũng thôi đi, bọn họ những người này, có thể cũng không biết bị một cái tên hù sợ. Đồ chán sống, lần trước may mắn nhường ngươi trốn một mạng, ngươi hẳn là thắp hương bái Phật, tìm một chỗ co đầu rút cổ lên, đáng tiếc,
Ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Hắc y trung niên sát khí lạnh lẽo nói. Dứt lời, hắn phất phất tay, sau lưng 7-8 người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm bọn họ nổ sát mà đến. Tự tìm chết, xác thực trách không được người. Tiêu Phàm tràn đầy nhận đồng nhìn xem đối diện mấy người, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về đối diện vô lượng thiên tu sĩ, căn bản không có động thủ dục vọng. Kiếm tu, có lẽ rất mạnh, nhưng là phải đối mặt như thế nào địch nhân? Ta tới, Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, không đợi hắn phóng ra bước chân, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một tòa đen nhánh ma nhạc bỗng nhiên xuất hiện ở mấy người trước người, hướng về vô lượng thiên tu sĩ đập tới. Cái gì? Nghịch thiên chi cảnh. Đối diện vô lượng thiên tu sĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được ma nhạc tán phát khủng bố khí tức, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Ma nhạc tự nhiên không đặc biệt, chính là phệ tinh thú. Đừng nhìn Tiêu Phàm ba người uy hiếp phệ tinh thú quy thuận, có thể hắn dù sao cũng là chân chính nghịch thiên thánh tổ, hơn nữa còn là cùng giai bên trong cường giả. Đối mặt một hai cái vô thượng chi cảnh, cùng một đám tuyệt thế chi cảnh tu sĩ, tự nhiên là một mảnh ngược lại chu diệt. Oanh, phệ tinh thú bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, chấn áp mà xuống, mấy cái kia tuyệt thế chi cảnh tu sĩ, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Chỉ có cầm đầu cái kia vô thượng chi cảnh cường giả cùng một cái khác vô thượng chi cảnh tu sĩ tốc độ tính nhanh, may mắn trốn qua một kiếp. Chỉ là, bọn hắn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tái nhợt hết sức. Nhìn về phía khổng lồ hung mãnh phệ tinh thú, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, thậm chí ngay cả hai chân cũng bắt đầu run lên, có chút đứng không vững. Bọn hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, lại là liền một người sống đều không có. Những cái kia tuyệt thế chi cảnh cấp dưới, vậy mà tất cả đều chết hết. Dù cho nghịch thiên chi cảnh muốn giết chết tuyệt thế chi cảnh, có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Chỉ cần bọn họ thiên số chi lực còn chưa triệt để tiêu tán, thì có hồi phục cơ hội. Nhưng mà bọn họ tự nhiên không biết là, cái kia mấy người thuộc hạ thiên số chi lực, đã bị Tiêu Phàm vụng trộm thu lấy. Thiên số chi lực, có thể là diệt kiếp thần liên chất dinh dưỡng, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngươi, các ngươi là người nào? Cầm đầu hắc y trung niên nam tử biểu tình hoảng hốt, vô cùng e dè nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người, đề phòng tới cực điểm. Là các ngươi muốn giết ta huynh đệ? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở phệ tinh thú đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát đối diện hai người. Phệ tinh thú nội tâm có chút khó chịu, nó đầu cao ngạo, khi nào có thể bị người dẫm ở dưới chân. Nhưng là đối mặt Tiêu Phàm, hắn không thể không nhịn khí thôn tiếng. Hắc y nam tử hai người kinh hãi lùi lại mấy bước, hết sức sợ hãi. Khá lắm, cái này vậy mà có được một đầu nghịch thiên thánh tổ cảnh tòa kỵ, chẳng phải là so với hắn tòa kỵ còn cường đại hơn. Hô! Hai người cảm nhận được áp lực thực lớn, nhìn nhau, quay người liền hướng lấy xa xa bạch cốt đại điện kích xạ đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu. Kiếm tu, không phải là một cái ngông nghênh khí thế sao? Làm sao bị dọa đến chỉ biết là chạy trốn. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là không có truy sát, hai người này vậy mà trốn hướng bạch cốt đại điện phương hướng, chẳng lẽ nơi đó còn có thứ gì có thể cứu bọn họ sao? Lão Tam, truy. Nam Cung Tiêu Tiêu trước tiên xông tới, thí thần, Diệp Khuynh Thành cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Tiểu Phệ A, ngươi thần thể có thể hay không thu nhỏ điểm? Tiêu Phàm cũng không định đem phệ tinh thú cái này nghịch thiên thánh tổ cảnh giấu đi. Lấy phệ tinh thú thực lực, chỉ cần không gặp lớn không. Thiên ma những cái kia biến thái tổ vương cảnh, cơ hồ có thể một đường quét ngang. Ta đã nhỏ đi. Phệ tinh thú bĩu môi nói, thanh âm giống như hồng trung. Tiêu Phàm liếc qua phệ tinh thú vừa lúc cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, trong lòng một cái lộp bộp. Làm sao, ta đây là bị chê sao? Lão tử dù sao cũng là nghịch thiên thánh tổ A, có thể trở thành tòa kỵ của ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem phệ tinh thú ném vào thể nội thế giới, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người đứng ở bạch cốt đại điện bên ngoài, sắc mặt âm trầm. Người đâu? Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, lại không phát hiện trốn chạy hai cái vô lượng thiên tu sĩ. Bọn họ tiến vào. Nam Cung Tiêu Tiêu sát khí nặng nề, cực kỳ không cam. Tiến vào. Tiêu Phàm sững sờ. Hắn cẩn thận quan sát bạch cốt đại điện, quả nhiên cảm thụ một cỗ cường đại kiếm khí, mang đến cho hắn một tia nhàn nhạt áp lực. Dưới chân hắn đạp một cái,
Một căn bạch cốt bỗng nhiên bay vụt mà lên, hướng về bạch cốt đại điện đánh tới. Nhưng mà, đang đến gần bạch cốt đại điện một trượng 3,3 mét khoảng cách lúc, đột nhiên hư không toát ra vô tận kiếm khí, đem bạch cốt quấy đến vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Ở kiếm khí toát ra một sát na kia, bạch cốt đại điện bốn phía, ẩn ẩn hiện lên bốn đạo kiếm ảnh, dường như còn có thể nghe được sắc bén mà thanh thúy kiếm rít thanh âm. Quả nhiên là Chu Thần kiếm trận. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, thần sắc ngưng lại, vô lượng thiên người lại có thể không nhìn Chu Thần kiếm trận, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là không sai sao? Diệp Khuynh Thành cười khổ một hồi, những người này đều là kiếm tu a. Đừng nhìn phệ tinh thú đặt mông ngồi chết mấy cái, có thể bọn hắn thực lực thật không đơn giản. Nhất là hai cái kia vô thượng chi cảnh, mặc dù bọn họ khí tức trên thân bất ổn, hẳn là vừa mới đột phá vô thượng chi cảnh không lâu, nhưng bọn hắn tuyệt đối có được cùng uy tín lâu năm vô thượng chi cảnh thực lực đánh một trận. Lão Tam, ngươi có thể phá ra Chu Thần kiếm trận sao? Lăng Phong hỏi. Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, đúng vậy a, gia hỏa này thế nhưng là trận pháp đại sư. Hơn nữa lần trước còn phá mở Diệp Luân Hồi chủ trì Chu Thần kiếm trận, trước mắt Chu Thần kiếm trận chỉ là một cái tử trận mà thôi, hẳn là lại càng dễ phá giải mới đúng. Ta thử xem. Tiêu Phàm gật đầu tiến lên. Phu quân, cẩn thận. Diệp Thi Vũ biến sắc, mặc dù nàng tin tưởng thực lực, nhưng vẫn là hết sức lo lắng. Không có việc gì. Tiêu Phàm cười đáp lại, tiếp tục đi lên phía trước. Khi hắn tới gần bạch cốt đại điện một trượng 3,3 mét khoảng cách lúc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Lại tiến lên một bước, nhưng chính là Chu Thần kiếm trận phạm vi. Tiêu Phàm cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là chậm rãi xòe bàn tay ra. Kiếm khí bén nhọn nở rộ, không hề nghi ngờ, Chu Thần kiếm trận lần nữa khởi động, vô số kiếm khí hướng về Tiêu Phàm bàn tay chém tới. Đinh đinh đang đang, một trận thanh thúy thanh âm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Một màn này, đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Đây chính là Chu Thần kiếm trận a, nguy hiểm không cho phép hoài nghi. Nhưng quỷ dị chính là, kiếm khí chạm tại Tiêu Phàm trên tay, vậy mà dường như chạm tại nghịch thiên thần kim phía trên đồng dạng. Đừng nói làm bị thương Tiêu Phàm, ngay cả da của hắn đều không chém ra. Lão đại châu bò, biến thái, yêu nghiệt. Thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhao nhao thấp giọng mắng, bọn họ tất cả đều bị Tiêu Phàm cường đại nhục thân làm cho sợ hết hồn. Cái này tay phải, có vẻ như cũng quá mạnh rồi a. Những năm này, tẩu tử không ở bên người, lão đại tay phải càng ngày càng mạnh. Thí thần đột nhiên cười ha hả lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt cười xấu xa, lão tam còn có tuyệt chiêu này. Đây hoàn toàn không giống người có vợ a. Cái này cần độc thân bao nhiêu năm, mới có thể luyện thành vô địch tay phải. Lăng Phong cùng Diệp Khuynh Thành hai người cũng không chút kiêng kỵ cười như điên. Chỉ là nháy mắt sau đó, bốn người toàn thân run một cái, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Mấy người nhao nhao liếc qua Diệp Thi Vũ, dọa đến rụt cổ một cái. Hết tập 313.